Chương 1551, cậu vừa nói gì vậy? Ngoại trừ gì, mọi người thắc mắc ngay. Ánh mắt Từ hướng sáng lên, nói, trừ khi anh ta có thể đánh bại Liễu Mộc Thanh bằng chính thực lực của mình. Nhưng tiếc thay, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Ừ, mọi người đồng thanh gật đầu. Trên đỉnh núi châu Thới. Trước câu hỏi của Đường Tuấn, Long Vương cao mày, nói với vẻ không vui, anh tới đây làm gì? Những điều tôi nói với anh lúc trước bộ anh không hiểu sao? đường tuấn lắc đầu nói ông mới là người không hiểu bảo long cậu đi đi vâng hàn bảo long đáp đám người không hiểu mô tê gì cả nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đều khiến mọi người đều sửng sốt hàn bảo long bước đến gần liễu mộc thanh và nói anh có gan đánh nhau với tôi chứ cái gì đạo thể thật sự dám để cho học trò của mình khiêu chiến với liễu mộc thanh sao nếu tôi không nhầm thì học trò của anh ta chỉ mới đạt tu vi cực cảnh thôi mà anh ta thật không biết xấu hổ. Tôi nghĩ chắc anh ta muốn hàn bảo Long tiêu hao bớt tí sức lực của Liễu Mộc Thanh, sau đó anh ta sẽ nhân cơ hội ra tay. Nhưng mà, Liễu Mộc Thanh đã tu luyện đến cảnh giới bán nguyên đan siêu cấp, anh ta chẳng cần búng tay cũng có thể giết chết những người ở cực cảnh. Cậu vừa nói gì vậy? Liễu Mộc Thanh nhìn chằm chằm vào Hàn Bảo Long với vẻ không tin nổi vào mắt mình. Audio điện tử võ tấn bền tu vi hiện giờ của Hàn Bảo Long đối với anh ta chỉ bé bằng ngón út, mới có tu vi cực cảnh, đừng nói là ra tay một chiêu, cho dù nửa chiêu thôi cũng không đỡ nổi. Chẳng khác gì tự chui đầu vào giỏ. Anh có dám đấu một trận với tôi không? Hàn Bảo Long từ từ rút thanh kiếm trong tay ra chĩa thẳng vào Liễu Mộc Thanh. Cậu còn dám chĩa kiếm vào tôi nữa sao? Cậu có biết tôi là ai không? Liễu Mộc Thanh bật cười, bản thân anh là một kiếm thánh, tính ra thì đã lâu không có ai dám chĩa kiếm vào anh như thế. Không ngờ sư phụ của cậu nhát gan như thế mà lại có một tên học trò to gan như cậu. Hay lắm, nhìn cậu cũng phong thái đĩnh đạc, giữa lông mày cậu toát ra kiếm khí, nói không chừng tu vi kiếm đạo của cậu cũng mạnh. Liễu Mộc Thanh lại khen, nếu đã như vậy thì tôi sẽ hạ tu vi của tôi xuống chúng ta đánh với nhau một trận cùng cảnh giới. Nếu cậu có thể đỡ được 10 chiêu của tôi mà vẫn chưa chết, tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ ngay. Nói xong, Liễu Mộc Thanh thực sự hạ thấp tu vi của mình đến cực cảnh vẫn toát ra luồng kiếm khí ở bên ngoài, hàn bảo long vụt lao đến. Cậu học trò của đạo thể này cũng giỏi đấy chứ, nhưng tiếc là cậu đã theo học hỏi nhầm người rồi. Cho dù liễu mộc thanh có hạ thấp tu vi, thì sự hiểu biết về kiếm đạo và tâm kiếm của anh ấy vẫn là như thế, đừng nói chi đến cực cảnh, cho dù anh ấy ở cảnh giới nguyên đan thì cậu ta cũng chưa chắc là đối thủ của anh ấy. Từ hướng quay lại giải thích với mọi người, như thể anh ta đang hiểu hết mọi chuyện. Từ hướng, nhìn xem. Lúc này, mọi người giật mình, giọng nói cũng run run. Chương 1552, lần này thằng nhóc chết chắc. Nhìn gì, chẳng lẽ ngay cả một kiếm của Liễu Mộc Thanh mà cậu ta cũng không đỡ nổi sao? Vừa nói, Từ Hướng Từ từ quay đầu lại nhìn, rồi anh cũng giật bắn người. Trên đỉnh núi Châu Thới, đứng trước mũi kiếm của Liễu Mộc Thanh, Hàn Bảo Long cũng chỉ vung một nhát kiếm. Hai lưỡi kiếm giao nhau, Liễu Mộc Thanh chợt bị đánh lùi lại vài bước cậu ấy đã thắng kiếm thánh trong một chiêu. Tuy sức mạnh của họ đang cùng một cảnh giới, nhưng kiếm thánh Liễu Mộc Thanh không thể đỡ nổi một nhát kiếm của Hàn Bảo Long. Làm gì có chuyện như thế? Tất cả mọi người đều thẳng thốt không tin nổi vào mắt mình. Trên đỉnh núi Châu Thới, Liễu Mộc Thanh cũng kinh ngạc nhìn Hàn Bảo Long, anh nheo mắt, nói cảnh giới kiếm tâm. Cậu đã lãnh mộ được cảnh giới kiếm tâm. Hơn nữa, đó không phải là cảnh giới kiếm tâm tầm thường, mà là cảnh giới kiếm tâm đã hoàn chỉnh. Bản thân Liễu Mộc Thanh phải mất rất nhiều thời gian tu luyện mãi cho đến khi đạt đến nguyên đan thì anh mới lãnh ngộ được cảnh giới kiếm tâm, nhưng bây giờ Hàn Bảo Long chỉ mới ở cực cảnh. Sắc mặt Liễu Mộc Thanh bỗng trầm xuống, bởi vì anh là người hiểu rõ hơn ai hết về uy lực của việc lãnh ngộ cảnh giới kiếm tâm trong khi thực lực vẫn đang là cực cảnh, bởi vì cậu ta nắm chắc 80% khả năng có thể ngưng tụ ra nguyên đan siêu cấp kiếm nguyên đan. Đây là lý do tại sao bản thân anh ấy rất coi trọng mô tùng, liễu mộc thanh chợt nhớ ra thì ra là cậu ta viết ra cuốn sách đó anh hơi run tay anh nắm chặt thành nắm đấm liễu mộc thanh thì thào nói nếu cậu bái tôi làm thầy thì tôi có thể tha cho cậu con đường sống anh không đủ tư cách làm thầy của tôi hàn bảo long đáp lại ngay mặc dù cậu thấu đạt cảnh giới kiếm tâm nhưng suy cho cùng thì cậu còn non lắm hơn nữa khi nãy tôi chưa dùng kiếm thậm chí tôi còn chưa phát huy được một phần ba thực lực lát nữa lúc ra tay tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Liễu Mộc Thanh nói. Hàn Bảo Long hất nhẹ mũi kiếm lên và nói, đến đây. Hừ, cậu tưởng cậu hiểu thấu cảnh giới kiếm tâm là cậu hay à? Liễu Mộc Thanh từ từ rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lùng vô tình của thanh kiếm lóe sáng khuôn mặt của anh ta, khiến anh ta trông càng dữ tợn đến đáng sợ. Vụt, Liễu Mộc Thanh lại rút kiếm ra, lần này anh không giảm tu vi lại còn cực cảnh nữa. Nếu như đối phó với Hàn Bảo Long, thì anh vẫn nên dùng thực lực của cảnh giới Nguyên Đan, bởi vì thể diện của anh sắp nát cả ra rồi. Mọi người chỉ thấy một tia sáng trắng bắn ra từ tay Liễu Mộc Thanh, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Bảo Long. Tia sáng trắng đó chính là ánh sáng của thanh kiếm, tốc độ nhanh vô cực, ngay cả thanh kiếm cũng không còn thấy rõ nữa. Nhát kiếm này của Liễu Mộc Thanh mạnh thật, mặc dù tu vi bị giới hạn trong cực cảnh, nhưng cả sức khống chế và sức mạnh bộc phát của anh ấy đều đã đạt đến đỉnh vô cực có lẽ ngay cả cảnh giới nguyên đan bình thường cũng không thể chịu nổi. Ham Brahma thầm khen, lần này thằng nhóc chết chắc. Đoàn một tiếng va chạm vang lên rền rĩ. Cái gì, anh ta đỡ được nhát kiếm của Liễu Mộc Thanh? Ham Brahma giật mình. Chương 1553 hôm nay cậu phải chết. Trên sân, thanh kiếm của Hàn Bảo Long đụng độ với thanh kiếm Liễu Mộc Thanh. Bộ dạng của Hàn Bảo Long không hề run rẩy, vẻ mặt cậu ta vẫn rất bình tĩnh như thường như thể chuyện này cũng bình thường thôi thế này ngay cả long vương há hốc mồm với vẻ mặt không tin nổi vào mắt mình nhát kiếm vừa rồi của liễu mộc thanh anh ta cứ tưởng rằng cậu ấy phải dùng hết sức lực mới đỡ được nhưng hàn bảo long mới cực cảnh thôi mà cũng đỡ được chẳng lẽ thực lực của cậu ta đã đạt tới cảnh giới nguyên đan có thể giao chiến vượt cảnh giới long vương bất ngờ liếc nhìn đường tuấn Học trò dưới trướng Đường Tuấn còn được dạy dỗ tài giỏi như thế, chẳng lẽ tu vi của Đường Tuấn thật sự chỉ là một nguyên đan ba đẳng sao? Chết tiệt, Liễu Mộc Thanh nói khẽ, chợt cảm thấy xấu hổ mất mặt trước tất cả mọi người. Cổ tay vừa nhúc nhích, thanh trường kiếm trong tay anh ta đã phát ra ánh kiếm chói lóa, dày đặc như rừng cây mạnh mẽ như sóng cuộn. Đây là chiêu thức thứ 18 của Lâm Hải Thính Đào. Liễu Mộc Thanh thậm chí thẳng thường ra tay dùng thẳng bộ kiếm pháp này cũng không biết cậu thanh niên này tiếp được mấy chiêu của anh ta đây. Ham Rama nói thầm, đoàn đoàn đoàn. Bây giờ thì chẳng còn thấy Liễu Mộc Thanh và Hàn Bảo Long đâu nữa, chỉ có tiếng kiếm va chạm nhau. Vào lúc này, đám đông vây quanh đứng xem cũng đang bàn tán xôn xao. Người này là ai thế, sao mà ngang tài ngang sức với kiếm thánh cùng cảnh giới được kia? Ngang tài ngang sức sao? Anh bị mù hay sao? Bộ không thấy Hàn Bảo Long đang bị áp đảo sao? mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn trong luồng khói bụi mù mịt đúng thật là có bóng của một người đang bị người kia đuổi theo đánh tơi bời người đang bị đánh hình như không phải Hàn Bảo Long mà là Liễu Mộc Thanh mọi người chăm chú nhìn một hồi rồi ai cũng than thở cậu nhóc giỏi thật cùng cảnh giới mà cũng áp đảo được Kiếm Thánh hôm nay cậu phải chết Liễu Mộc Thanh vô cùng ấm ức ban đầu muốn cười chê Đường Tuấn cũng nhân tiện thể hiện thực lực của mình gây chấn động giới võ thuật Việt Nam cho nên anh đề nghị đấu cùng cảnh giới ngang tài ngang sức với Hàn Bảo Long, không ngờ cậu ta đã lĩnh hội cảnh giới kiếm tâm, hơn nữa hiểu biết về kiếm thuật của cậu ta cũng chẳng hề kém gì với anh, điều này khiến anh rơi vào thế bất lợi. Vốn là một kiếm thánh ta đây kiêu ngạo như anh ta thì làm sao mà chịu đựng nỗi nhục này được. Rầm rầm rầm. Rầm một tiếng, Liễu Mộc Thanh không còn kìm chế được hơi thở của mình nữa, toàn bộ tu vi tu luyện của cảnh giới nguyên đan đều được giải phóng ra ngoài. Với một nhát kiếm chém xuống, Hàn Bảo Long bị hất văng bay lộn ngược, cậu nôn ra một bụng máu. Cậu chết cho tôi. Trường 1554 nếu anh thích thì tôi chiều thôi. Anh ta nhìn thấy Hàn Bảo Long chỉ là bị một nhát kiếm của mình thổi bay, vẫn chưa chết, Liễu Mộc Thanh lạnh lùng khịt mũi, anh ta đến gần, rồi lại chém tiếp thêm nhát nữa. Thể diện của anh ta hôm nay bị Hàn Bảo Long làm tiêu tan, nên anh ta sẽ không bao giờ để cậu ấy sống sót rời khỏi châu thới ban đầu nói rõ ràng là giao đấu cùng cảnh giới nhưng bây giờ đánh không lại cậu ta thì lại chơi chiêu dùng cảnh giới của mình để đàn áp cậu ta đường tuấn đứng ra bảo vệ trước mặt hàn bảo long đối mặt với nhát kiếm của liễu mộc thanh ánh mắt anh ra vẻ hơi khinh thường cuộc giao đấu vừa rồi nếu không phải liễu mộc thanh chơi chiêu vào phút cuối thì anh ta đã bị hàn bảo long đánh bại từ lâu rồi sao đúng là tôi dùng cảnh giới cao hơn để đánh với cậu ta đấy giờ anh làm gì được tôi anh chỉ là một tên mới bập bẹ cảnh giới nguyên đan sám cấp 3, mà dám ngăn cản tôi ư. Dám chơi tôi ư, hôm nay cả sư phụ lẫn học trò các người đều phải chết tại đây. Liễu một thanh nói với vẻ mặt phẫn nộ sát khí đằng đằng. Trong lúc anh ta nói, thì kiếm quang của Liễu Mộc Thanh đã lao thẳng về phía đường Tuấn. Dùng cảnh giới cao hơn để ức hiếp người khác sao? Ha ha, được, nếu anh thích thì tôi chiều thôi. Đường Tuấn chế diễu. Anh dậm chân một phát, cả núi châu thới dường như dung chuyển. Một luồng năng lượng tỏa ra từ thân người của đường Tuấn bao trùm lấy liễu mộc thanh. Khí tức mạnh mẽ như vậy, thế thì tu vi của người này ít nhất cũng đạt tới cảnh giới hậu nguyên đan, chứ không phải là người vừa mới bập bẹ tu luyện cảnh giới nguyên đan. Sắc mặt liễu mộc thanh hơi khó coi. Tích tắc. Trong vòng một giây khi Liễu Mộc Thanh còn mải mê sững sờ sợ, sợ sệt, thì Đường Tuấn đã búng ngón tay của mình lên thanh kiếm của Liễu Mộc Thanh. Một tiếng crack lanh lảnh vang lên, thanh kiếm trong tay Liễu Mộc Thanh bị gãy thành hai mảnh. Âm thanh gãy đôi của thanh kiếm làm cho Liễu Mộc Thanh định thần lại, anh càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Thanh trường kiếm trong tay anh ta được lấy từ di tích ở Biển Đông, đạt tới cấp độ kiếm linh, thanh kiếm này còn sắc bén và cứng hơn cả bảy bảo vật lớn ở châu Âu, có thể nói là một trong những vũ khí thuộc hạng uy lực nhất trên trái đất. Nhưng bây giờ chỉ cần đường tuấn búng tay là đã gãy đôi, khiến Liễu Mộc Thanh vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Lui xuống, đúng lúc này, đại sư người ấn ham Brahma lên tiếng thị uy, ông nhẹ nhàng xoay người, cả người ông hướng về đường tuấn như một đỉnh núi Thái Sơn. Hoàn phong sát, một trong những môn phái võ thuật mạnh nhất của Ấn Độ, sử dụng xương của toàn bộ cơ thể làm vũ khí, rồi sử dụng sức mạnh của việc xoay vòng tốc độ rất nhanh để tấn công ngược lại đối thủ. Ông xoay với tốc độ rất nhanh, chỉ cần chạm nhẹ là có thể xuyên thủng cả xe tăng. Đường Tuấn thậm chí không thèm nhìn, anh chỉ vỗ tay một cái, đại sư Ấn Độ Hamrama phải xoay ngược chiều lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc ông tới. Hoàn phong sát bóng dừng lại, bèn hiện ra nguyên hình của Hamrama. Lúc này, trên mặt Hamrama có một dấu bạt tay đỏ dần to bằng lòng bàn tay, lúc nãy lòng bàn tay đường tuấn đã tát vào mặt ông. Vẻ mặt của đại sư Ấn Độ thật im lặng, như thể một mặt hồ lắng động. Nhưng ngay lúc này, Liễu Mộc Thanh cuối cùng cũng ổn định tinh thần lại. Anh nhìn Hamrama, cả hai vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Cảnh tượng này chỉ xảy ra trong nháy mắt, vô số người ngẩn ra nhìn, không ai có thể tin được vào mắt mình. Họ cứ nghĩ là người giao thức ăn là hậu thiên đạo thể, bỗng dưng có thể làm gãy đôi thanh kiếm bằng một ngón tay, lại còn tát đại sư Hamrama một bà tay. chương 1555, chết tiệt, thật không biết xấu hổ. Những đạo thể khác có thực lực này sẽ không bao giờ che giấu thực lực. Nên có lẽ do thực lực của ông ta quá thấp, chưa thấy hết thực lực của người khác, thế mà ra mặt trông như mình có tu vi mạnh lắm, lại còn giả vờ xả thân xông ra cứu người. Thấy cảnh này, Long Vương càng thêm tức đến nỗi muốn nôn ra máu. Anh ta thực sự là cảnh giới nguyên đan sám cấp 3 thôi sao? Nhưng ai cũng thấy rành rành, làm sao tôi biết anh ấy đạt cảnh giới mạnh như vậy? Anh là ai? Hậu thiên đạo thể không thể mạnh như thế. Liễu Mộc Thanh nhìn đường Tuấn lần nữa với vẻ mặt trịnh trọng. Đó là do anh quá ngu dốt. Đường Tuấn hất ngón tay, mỉa mai nói, với thực lực đấy của anh, mà anh còn dám nói một mình anh có thể lật tung cả giới võ lâm Việt Nam. Bộ anh không thấy mình kiêu căng quá à? Sắc mặt Liễu Mộc Thanh càng khó coi hơn, nếu anh ta biết Việt Nam có cao thủ cấp cao như Đường Tuấn, thì cho dù có cho anh ta 10 lá gan anh ta cũng không dám nói ra những lời như thế. Theo lời Long Vương, thì người này đã ngưng tụ ra nguyên đan cấp 3 vào nửa năm trước. Tính ra thì cũng không có gì là lạ, chắc chỉ là vô tình bắt gặp được một thứ kỳ chân dị bảo nào đó, thì tu vi của anh ta mới tiến bộ nhảy vọt như thế, mới có thể đạt tới cấp bậc hậu nguyên đan hoặc thậm chí là cấp bậc viên mãn. Tuy tôi chỉ mới đạt nguyên đan bán siêu cấp, nhưng cảnh giới cũng chỉ ở giai đoạn nguyên đan trung kỳ, thực lực của tôi nếu so ra thì cũng không phải là đối thủ của anh ta. Anh liếc mắt nhìn Hamrama, thầm có một cảm giác nào đó, rồi nói, sư phụ Hamrama là một thượng sư cao thủ Ấn Độ, Tu Vi đã đạt tới cảnh giới hậu nguyên đan, hơn nữa còn ngưng kết được một viên kim đan cấp 1, thân phận vô cùng cao quý. Đến cả bộ trưởng Ấn Độ khi thấy ngài cũng phải vái lạy như học trò. Sao anh dám đối xử với anh ta như vậy? Ai cho anh cái gan to thế? Đúng là không biết ăn nói, ngay lúc Liễu Mộc Thanh thốt ra câu đó, khuôn mặt Hamrama bỗng dưng sát khí đằng đằng. Anh ta vốn là võ sư cao thủ số 1 ở Ấn Độ, lại còn đại diện cho bộ mặt của giới võ thuật Ấn Độ. Vốn dĩ sau khi nhìn thấy sức mạnh của Đường Tuấn, Ham Brahma không hề có ý định đối đầu với anh ta đến cùng. Nhưng bây giờ Liễu Mộc Thanh thốt ra câu nói đó, đồng nghĩa với việc đẩy anh ta vào ngõ cụt, anh ta phải quyết sống mái với Đường Tuấn. Tên Liễu Mộc Thanh Lai này còn dám chơi tôi, chết tiệt. Nhưng thực lực của những tên Việt Nam này quá đáng sợ. E là anh ta còn có thể xếp thứ ba, thậm chí là thứ hai trong số 10 người mạnh nhất châu Á. Có anh ta ở đây, giới võ thuật ấn độ của mình sẽ khó khăn rồi đây." Hamrama thầm nghĩ. "Ồ, thế anh nghĩ tôi nên làm gì?" Đường Tuấn cười, như thể anh không nhận ra đây là kế ly gián của Liễu Mộc Thanh. Liễu Mộc Thanh chắp tay sau lưng lạnh lùng nói, rất đơn giản. "Chỉ cần anh quỳ xuống xin lỗi sư phụ Hamrama và chấp nhận bồi thường cho ấn độ, thì tôi, Liễu Mộc Thanh, đảm bảo với danh dự của kiếm thánh rằng anh sẽ an toàn ra về." Hamrama nói, "Đúng vậy." Các điều khoản bồi thường của tôi rất đơn giản, 30 tỷ đô la Mỹ và cả công pháp mà anh đang tu luyện. Tất nhiên, nếu anh không đồng ý thì Ấn Độ có thể xem xét lại chính sách ngoại giao của mình với Việt Nam. Chết tiệt, thật không biết xấu hổ. Hai người này rõ ràng đánh không lại đạo thể mà còn dám đe dọa uy hiếp. Nhưng Hamrama nói đúng, anh ta có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Ấn Độ. Loại công pháp này có phần nguy hiểm, tuy rằng Việt Nam cũng có phần hơn Ấn Độ nhưng thực lực của Ấn Độ cũng không thể coi thường. Từ hướng và những người khác lắc đầu, nói, làm sao một người có thể hùng mạnh hơn một nước. Trừ khi đại thánh giao thức có sức mạnh như đạo thể, một người gánh cả một quốc gia. Audio điện tử võ tấn bền chương 1556, anh ngay cả học trò của tôi cũng không thu phục được. Anh nghĩ sao, liễu mộc thanh liếc mắt một cái, với ánh mắt chế diễu, Bất kể là hắn hay ham Brahma đều có địa vị cao ở quốc gia của mình, có thể so sánh với lãnh tụ tối cao, nhưng địa vị của Đường Tuấn thì kém xa. Đây là lý do tại sao anh ta mới dám đe dọa. He he, kiếm thánh con khỉ, Đường Tuấn nhẹ nhàng nói. Anh đang nói gì vậy? Liễu Mộc Thanh trông rất sốc, anh không thể tin được những gì mình nghe. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Liễu Mộc Thanh, nói anh ngay cả học trò của tôi cũng không thu phục được. Nói chuyện thì như cái thứ gì, vậy còn dám tự gọi mình là kiếm thánh. Tôi dám nói anh là kiếm thánh khốn kiếp, có sai không? Anh ta lại nhìn Ham Brahma, nói, cho dù tôi giết anh, thì Ấn Độ sẽ làm gì được tôi? Được rồi, đúng là đạo thể, đúng cốt cách của người Việt Nam. Quật cường bất khuất, phía dưới, vô số học viên Việt Nam kêu lên. Nhưng đồng thời, trong lòng bọn họ cũng biết rằng có thể không tránh khỏi một trận chiến lớn. Đường Tuấn nói thế với Liễu Mộc Thanh và Ham Brahma, Tôi e rằng chỉ có một con đường đánh nhau cho đến cuối. Anh, anh, Liễu Mộc Thanh chỉ tay vào Đường Tuấn, tức giận đến nỗi không biết nên nói gì. ba ma, chúng ta cùng nhau giết tên nhóc này." Liễu Mộc Thanh nghiêm nghị nói khi đã kìm nén cơn tức giận của mình. "Được." ba nói. Hai người họ hợp lực, trong số 10 người mạnh nhất châu Á, ngoài đại thánh giao thức thì họ không sợ bất cứ ai. Chuyện đùa, bọn họ chỉ là muốn động thủ ai biết đường Tuấn khẽ quát một tiếng, thế nhưng thật sự dẫn đầu đoàn đi động thủ. Bàn tay đường Tuấn mở ra, giống như một cái cối say khổng lồ, ầm ầm đè xuống đỉnh đầu hai người. Tay kia vẫn để sau lưng, anh ta thế mà lại muốn dùng một tay đối kháng hai người liên thủ. Một tay liền muốn đối phó hai chúng ta, không phải quá không để chúng ta vào mắt hay sao? Liễu Mộc Thanh Anh đi giết anh ta, tôi sẽ ngăn một trưởng này. Ham Brahma nói xong, người phóng lên trời, muốn nhận một trưởng này của Đường Tuấn. Liễu Mộc Thanh gật gật đầu, Ham Brahma tinh thông thuật yoga cổ và muôi thái cổ, tố chất thân thể thập phần mạnh mẽ, thể lực có thể so sánh với yêu thú. Trong 10 vị đại kỳ thủ mạnh nhất, nếu chỉ luận sức mạnh thân thể, Ham Brahma tuyệt đối có thể xếp thứ hai, xếp thứ nhất đương nhiên là giao thức đại thánh ở Biển Đông. Phốc phốc, ai biết Liễu Mộc Thanh vừa mới lướt ra vài bước, chợt nghe được một thanh âm tựa như quả cầu da bành trướng bị chọc thủng vang lên ở phía sau quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, Liễu Mộc Thanh liền ngây người. Chỉ thấy thân thể vô cùng mạnh mẽ của Hamrama va chạm với bàn tay Đường Tuấn, lại từng tấc từng tấc vỡ nát ra. Nó giống như là đậu phụ đập vào đá, từ đỉnh đầu đến chân, ngay cả 10 giây cũng không tới, vị thượng sư nước Ấn Độ này xương thịt đã bị đập nát thành tương. Máu tươi giống như nước mưa rơi xuống, nhỏ xuống trên quần áo Liễu Mộc Thanh. Nhưng Liễu Mộc Thanh ngay cả đi lau cũng không dám cả người giống như đã mất đi hồn phách. Trường 1557 đáng tiếc vẫn là quá yếu. Một trường từ bàn tay đem Hamrama biến thành thịt sốt. Gã này vẫn còn là con người à? Khó trách anh ta vừa rồi dám nói như vậy, thì ra anh ta đã đạt tới loại cảnh giới này. Liễu Mộc Thanh thở dài nói. Kiếm thánh Liễu Mộc Thanh lộ ra nụ cười tự diếu. Danh hiệu này lúc này thật giống như đang chế diếu ông ta vậy. Không, tôi vẫn còn thanh kiếm. Liễu Mộc Thanh trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình kiên quyết. Ông ta quay lại rồi lấy thanh kiếm ra. Kiếm trong tay anh tuy đã gấy, nhưng kiếm lực lại đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có, giống như quỷ thần, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí khó lường. Dưới loại áp lực cường đại này, Liễu Mộc Thanh tuyệt nhiên đột phá, cảnh giới cùng Tu Vi đều tăng lên một tầng. Nếu như có thể sống sót, Liễu Mộc Thanh thậm chí có thể đột phá nguyên đan cảnh hậu kỳ. Một kiếm này tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất từ trước đến nay của Liễu Mộc Thanh, thậm chí có thể uy hiếp đến nguyên đan cảnh hậu kỳ. Ai, đường tuấn thở dài trong lòng, cùng lúc nhẹ nhàng vỗ ra một trường từ lòng bàn tay. Một trường này giống như một trường đánh chết Hamrama lúc trước, ẩn chứa khí thế với uy lực to lớn, chỉ liếc mắt một cái đã cảm giác không thể hô hấp được, dường như có thể trấn áp được tất cả kể cả thiên địa. Trấn thiên địa, đây là kỹ năng thứ ba do đường tuấn sáng chế, hoặc chính xác hơn là sức mạnh thần thông. Sau khi tiến vào nguyên đan cảnh, cảm nhận của đường tuấn đối với thiên địa tăng lên một cấp bậc khác, hơn nữa bản thân thần tàng quyết chính là công pháp cấp bậc tu chân, cho nên kỹ năng này tự nhiên sẽ tiến tới thần thông. Đường tuấn đến bây giờ đã sáng tạo ra ba chiêu thức thần thông, theo thứ tự là phân em mờ dương, khai hỗn độn, chấn thiên địa. Mà chấn thiên địa là do hắn sáng tạo trong một năm ở nguyên khí chi nhãn, ngay cả nguyên khí chi nhãn cũng có thể chấn áp, huống chi một người tu hành nguyên đan cảnh. Liễu Mộc Thanh tuy có tu vi nguyên đan, đáng tiếc tu luyện công pháp cấp bậc không đủ, từng chiêu từng thức đều dừng lại ở kỹ năng cấp độ tinh thông võ học. Một kiếm này cũng là miễn cưỡng đạt tới bán thần thông mà thôi, ngược lại có thể sánh nổi tới được hai chữ kiếm thánh, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Đường Tuấn khẽ lắc đầu. Trà sát. Một trường ấn xuống, kiếm quang Liễu Mộc Thanh nhất thời tan biến. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Liễu Mộc Thanh nhìn về phía một trường kia, trong lòng bấy giờ bỗng sinh ra cái gọi là giác ngộ, thì ra đây mới là thần thông. Thiên địa khôi phục bình thường, Liễu Mộc Thanh đã ngã xuống đất. Mặc dù toàn thân không có một vết thương nào, nhưng đã chết. Toàn bộ xung quanh một mảnh yên ắng. Long Vương, từ hướng, còn có vô số người xem cuộc chiến sững sờ nhìn thân ảnh trên đỉnh núi châu thới. Ánh mặt trời bao bọc anh ta, làm cho anh ta trông giống như một tiên thần hào nhoáng một người đánh chết hai vị đại kỳ thủ thuộc top 10 của châu Á. Trong đình, đồng bản của từ hướng quay đầu lại nhìn ông ta, cười khổ nói, đây là những gì anh nói dường như bằng không sao. mươi 1558 nhưng lão nhân này quả thật vẫn là vì Việt Nam. Sắc mặt từ hướng có chút xấu hổ, nói thật không nghĩ tới anh ta lại lợi hại như vậy. Nhưng anh ta thật sự quá bốc đồng, giết cùng lúc liễu Mộc Thanh cùng Hamrama, chuyện lần này chỉ sợ không thể giải quyết chỉ bằng thời gian những người khác nhao nhao gật đầu nói giới võ đạo của nước ấn độ và hàn quốc sắp nổi cuồng phong rồi anh ta tuy rằng mạnh nhưng còn chưa tới cấp độ một người địch một quốc đúng không từ hướng cũng gật gật đầu nói trừ khi anh ta đạt tới trình độ giao thức đại thánh làm cho hai nước sợ hãi như thực lực giao thức đại thánh mọi người cũng biết tuy rằng là nhất đảng yêu đan nhưng không chút nào yếu hơn siêu phẩm nguyên đan hơn nữa nghe nói tu vi của ông ta đã đạt tới trình độ nguyên đan cảnh viên mãn lực một mình ông ta có thể địch lại 9 người khác trong thập đại kỳ thủ nếu có liên thủ. Đánh bại Liễu Mộc Thanh cùng Hamrama đơn giản, nhưng bản lĩnh có được một người địch một quốc thật sự là khó. Khó khăn, khó khăn. Trên đỉnh núi, vẻ mặt của Long Vương cười khổ, nói là tôi nhìn lầm rồi, anh vẫn là mạnh nhất Việt Nam. Đường Tuấn phất ống tay áo, một đạo nguyên khí liền rót vào trong cơ thể Long Vương, trong nháy mắt liền chữa trị trái tim bị Liễu Mộc Thanh đả thương của ông ta cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể vận chuyển không có gì đáng ngại, Long Vương lộ vẻ kinh ngạc, nói cảm ơn. Ông ta do dự một chút, nói lần này anh giết Ham Brahma cùng Liễu Mộc Thanh, chẳng khác nào chặt đứt võ đạo trăm năm tới của hai nước, Hàn Quốc cùng nước Ấn Độ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh. Tuy nhiên anh không cần lo lắng, tôi sẽ đưa chuyện này lên cấp trên giải thích nguyên nhân, đem chuyện này đè xuống cho anh. Ông nhìn đường Tuấn, trong giọng nói tràn trề hy vọng hiện tại thực lực của anh có thể nói là đệ nhất việt nam trên bảng xếp hạng đại kỳ thủ châu á thậm chí có thể xếp hạng thứ hai và thứ ba là hy vọng trăm năm tới của võ đạo việt nam ta trước khi anh có thể đạt tới cấp bậc một người địch một quốc như giao thức đại thánh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện tôi đường tuấn vừa định nói chuyện long vương lập tức cắt ngang anh ta nói về phần chuyện nguyên đan màu xám của anh không cần lo lắng nghe nói thời đại luyện khí sĩ thậm chí trước kia còn tồn tại pháp môn trọng luyện nguyên đan. Qua vài ngày ta sẽ đi biển Đông thăm dò một di tích, bên trong rất có thể sẽ tồn tại loại công pháp này, đến lúc đó tôi sẽ vì anh mà tìm. Coi như lần này bồi thường cho anh, coi như là góp một chút cống hiến cho Việt Nam ta. Nghe vậy, Đường Tuấn nhất thời nói không nên lời, có lẽ thái độ của Long Vương đối với hắn lúc trước không tốt lắm, nhưng lão nhân này quả thật vẫn là vì Việt Nam. Cảm ơn, Đường Tuấn không giải thích nhiều, ngược lại nói nhưng lần này di tích biển đông mở ra, tôi cũng sẽ đi. Thủy Thanh Lam ở trong di tích có một ngàn khối nguyên thạch, anh ta nhất định phải lấy được, mượn cơ hội này đột phá tới cảnh giới nguyên anh. Long Vương trầm ngâm một lát, gật đầu nói cũng đúng. Đối với thực lực của anh bây giờ, chỉ cần không đụng phải giao thức đại thánh, dường như không có địch thủ, xác suất đạt được cơ hội cũng tương đối lớn. Trường 1559 tôi thấy là đến chết vẫn muốn giữ lại mặt mũi. Một trưởng đánh Hamrama thành thịt tương, lại một trưởng giết Liễu Mộc Thanh. Ngay sau khi trận chiến ở núi Châu Thới kết thúc, tin tức đã truyền qua khắp các khu vực của Việt Nam, Ấn Độ và Hàn Quốc như một cơn bão. Trong đại điện của núi Yên Thế, Triệu trưởng lão thật cẩn thận kể chuyện xảy ra ở núi Châu Thới ra. Ở trước mặt ông ta, Trương Tĩnh Hòa đưa lưng về phía ông ta, đang nhìn một bức tranh. Trong ảnh là tiền nhiệm trưởng giáo Trương Tín Triết. Chỉ ra hai trưởng đã đánh chết Liễu Mộc Thanh và Hamrama. Trương Tĩnh Hòa có giọng nói trầm thấp, làm cho người ta nghe thập phần áp lực. Toàn thân Triệu trưởng lão run lên, nói, "Đúng vậy. Có người suy đoán, nửa tháng sau trên bảng xếp hạng đại kỳ thủ châu Á, Đường Tuấn rất có thể sẽ thay thế đại sư Nizia của nước Nhật Sato Hida, trở thành vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng." Đứng thứ hai, ngoài việc nghi ngờ tu vi là nguyên đan cảnh hậu kỳ ra, trong trận chiến anh ta còn có thể bày ra nguyên đan Trương Tĩnh Hòa nói, người tu hành sau khi đạt tới nguyên đan cảnh, một viên nguyên đan hóa thành nguồn năng lượng, có thể phát huy ra sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Đến thời khắc nguy cấp, càng có thể đem nguyên đan ra đỡ đòn. Chỉ là loại phương pháp này đã thương người nhưng cũng đã thương mình, rất ít người vận dụng. Ham Brahma và Liễu Mộc Thanh cùng Đường Tuấn chiến đấu thật sự là quá nhanh, thế cho nên hai người ngay cả cơ hội tế xuất nguyên đan cũng không có, chỉ có thể là con đường chết. Triệu trưởng lão lắc đầu, không có, từ đầu đến cuối anh ta đều không có bày ra nguyên đan. Có lẽ thực lực của anh ta thật sự quá mạnh mẽ, đối phó Liễu Mộc Thanh cùng Hamrama không cần vận dụng nguyên đan. Trương Tĩnh Hòa cười lạnh, tôi thấy là đến chết vẫn muốn giữ lại mặt mũi. Một viên nguyên đan màu xám nếu mang ra tế ra mà nói, chỉ sợ sẽ khiến cho người đời cười chết đi. Trên bảng xếp hạng đại kỳ thủ châu Á có 10 người, có người nào là không ngưng kết kim đan nhất đẳng. Lấy tam đẳng nguyên đan xếp thứ hai, có cái gì học trò hào. Giáo chủ, đạo thể ngưng kết nguyên đan màu xám chỉ là suy đoán, thực lực của anh ta đáng sợ như thế, tam đẳng nguyên đan xám cho chỉ sợ là không làm ra cho nổi." Triệu trưởng lão nói. Trương Tĩnh Hòa lắc đầu, nói anh ta ngưng kết nguyên đan màu xám là lão sư tôi cùng Long Vương tận mắt nhìn thấy, lão sư trước khi chết đem tin tức này nói cho tôi biết, không thể nào lại là tin giả. Nhưng mà, anh ta cũng có khả năng trùng luyện nguyên đan. Nghe nói thời thượng cổ đã có phương pháp trọng luyện nguyên đan, Triệu trưởng lão nói. Trương Tĩnh Hòa cười lạnh tỏ vẻ chế nhạo, trọng luyện nguyên đan, nào có dễ dàng như vậy. Côn Luân trưởng giáo Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu một năm trước ra ngoài tìm phương pháp luyện lại nguyên đan, đến nay vẫn không có tin tức. Ông ta vùng tay áo lên, nói, một cái tam đẳng nguyên đan, không cần hao phí thời gian đối với anh ta nữa. Chỉ cần tôi đột phá nguyên đan cảnh hậu kỳ, đến lúc đó tự khắc có thể một tay ép chết anh ta. Di si tích biển đông sớm thôi sẽ mở ra, tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng có thể có được cơ duyên đột phá nguyên đan cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên đan cảnh viên mãn. Đến lúc đó đừng nói đứng thứ hai bảng xếp hạng, ngay cả đệ nhất giao thức đại thánh cũng không phải là đối thủ của tôi. Kiếm tú đạo tràng, kiếm thuật đạo tràng lớn nhất Hàn Quốc. Liễu Mộc Thanh khi còn trẻ đã ở chỗ này tập kiếm, sau đó Liễu Mộc Thanh trở thành kiếm thánh, kiếm tú đạo tràng cũng trở thành một trong những đạo tràng nổi danh nhất Hàn Quốc. Mau xem, đó là Kim ngưu Sư Phụ. Nghe nói khi còn trẻ ông ấy từng dạy kiếm thánh kiếm thuật, kiếm thánh có thể đạt được thành tựu hiện tại, không thể không kể đến sự dạy dỗ của Kim Ngu Sư Phụ. Nghe nói đến tận bây giờ vào ngày lễ Tết, kiếm thánh cũng đều sẽ tự mình chúc mừng Kim Ngu Sư Phụ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người một người đàn ông trung niên ở giữa sân. Ánh mắt người đàn ông này nghiêm nghị, khí tức mạnh mẽ, đã đạt tới cực cảnh. Ông ta nhìn quét một vòng người trong sân, trầm giọng nói kiếm thánh lần này đi khiêu chiến Việt Nam, nếu có thể danh dự trở về, đến lúc đó Hàn Quốc chúng ta sẽ trở thành thánh địa kiếm đạo toàn cầu, các ngươi đương nhiên cùng được hưởng vinh quang. Kiếm là thứ có linh hồn, các ngươi phải cùng kiếm tinh thông mới có thể đạt tới người kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh. Chương 1560, làm sao có thể? Năm đó khi tôi dạy Mộc Thanh, anh ta chỉ dùng 3 năm liền cảm nhận được kiếm ý. Mọi người lấy anh ta để làm gương, chăm chỉ luyện tập kiếm thuật lần này chờ Mộc Thanh đánh bại võ đạo giới Việt Nam sau đó, tôi liền mời anh ta đến kiếm tú đạo tràng giảng giải kiếm thuật cho mọi người. Thật sao, kiếm thánh sẽ đến giảng bài cho chúng ta? Đương nhiên là thật, người không nghe được Kim Ngu sư phụ chính miệng hứa hẹn sao? Kiếm thánh liễu Mộc Thanh tự mình giảng bài, đây đúng là bao nhiêu người nằm mơ cũng không cầu được. Nhìn thấy bộ dáng kích động của đám người này, Kim Ngu gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo nghễ. Chuyện kiêu ngạo nhất đời này của ông ta chính là đã dạy ra vị học trò Liễu Mộc Thanh này. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Kim Ngưu vang lên. Khẽ cau mày, Kim Ngưu vẫn nhận điện thoại. "Kim Ngưu sư phụ, kiếm thánh đại nhân xảy ra chuyện lớn rồi." Một giọng nói cấp bách đến từ đầu dây bên kia. "Có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người Việt Nam còn dám vây hãm tấn công Mộc Thanh hay sao?" Kim Ngưu ngạo mạn nói, "Cho dù Long Vương, Trương Kiếm Các cùng Hoa Tiểu Nam liên thủ, cũng nhất định không thể là đối thủ của Mộc Thanh, huống chi Khương Oanh Vũ cũng đi Việt Nam khiêu chiến Hoa Tiểu Nam. Việt Nam nào có nhiều cao thủ như vậy? Kiếm Thánh Đại Nhân đã chết, giọng nói đau buồn đến từ đầu dây bên kia. Cái gì, Kim Ngu giật mình, tưởng chừng suýt hét lên những lời này. Kiếm Tú Đạo Tràng im bặt trong nháy mắt, tất cả mọi người đổ dồn vào nhìn Kim Ngu. Anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ Việt Nam vận dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt? Kim Ngu lúc này rốt cuộc không cần quan tâm đến phong thái gì nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Không, kiếm thánh đại nhân bị hậu thiên đạo thể của Việt Nam đánh chết, hơn nữa nước Ấn Độ thượng sư Hamrama cũng bị một trưởng đánh chết. Đầu dây bên kia run rẩy nói. Làm sao có thể, trong mắt Kim Ngu lộ ra vẻ khiếp sợ, chợt lạnh lùng nói em mơ mưu, đây tuyệt đối là âm mưu nhằm vào chúng ta. Tôi muốn lập tức đi gặp Tổng thống, nhất định phải để cho bọn họ đem hung thủ giết người giao ra, tuyệt đối không thể buông tha. Ừm, Tổng thống cũng có ý đó. Ông ấy đã liên lạc với phía Ấn Độ. Vị hậu thiên đạo thể kia tuy rằng vô cùng cao siêu, nhưng còn chưa tới tình trạng một người địch một quốc. Tôi không tin hai nước liên hợp, bọn họ còn dám không giao người. Cúp điện thoại, Kim Ngu nhìn thoáng qua những thanh niên trong kiếm tú đạo tràng, chậm rãi nói kiếm thánh đã chết, chúng ta không còn kiếm thánh. Ngày hôm nay, vô số người trong giới võ đạo Hàn Quốc khóc giống. Bởi vì liễu mộc thanh mà nổi lên, lại bởi vì liễu mộc thanh mà suy sụp. Dân tộc mèo. Trong sân trống trải, hai đạo thân ảnh ngươi tới ta lui giao thủ. Hoa tiểu nam, cô bất quá chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng châu Á. Tu vi của tôi đã được kiếm thánh đại nhân tự mình chỉ điểm, cô không phải là đối thủ của tôi. Thanh âm khương oanh vũ ngạo nghễ vang lên. Cô ta vừa dứt lời, Hoa Tiểu Nam đối diện hừ lạnh một tiếng, một quyền nện lên người Khương Oanh Vũ. Đồng thời một lực khí thế to lớn từ đỉnh đầu Hoa Tiểu Nam phóng lên trời. Nguyên đan cảnh trung kỳ, Khương Oanh Vũ cảm ứng được đạo khí thức này, có chút không thể tin được nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 1561, do hai người bọn họ quá yếu. Nếu như hai người đều là nguyên đan cảnh sơ kỳ, cô ta có liễu mộc thanh chỉ điểm, đương nhiên phần thắng rất cao. Nhưng hiện tại Hoa Tiểu Nam đột phá đến nguyên đan cảnh trung kỳ, tranh lệch giữa hai người không cần nhìn cũng có thể thấy rõ. Không dừng lại ở đó, Hoa Tiểu Nam lần thứ hai bước lên trước một bước, một viên kim sắc nguyên đan từ trong nghi tâm cô ta dường như hiện ra. Viên kim đan màu vàng này rất kỳ dị, bề ngoài bề mặt có lỗ, phảng phất như huyệt châm cứu của cơ thể con người. Đây là siêu phẩm kim đan Cửu Khiếu Kim Đan, sắc mặt Khương Oanh vỗ đột nhiên biến đổi. Giống như kiếm nguyên đan Cửu khiếu kim đan cũng là một trong những siêu phẩm kim đan, nghe nói trong cửu khiếu kim đan ẩn chứa 9 loại thần thông. Liễu mục thanh tạm thời mới lĩnh ngộ ra nửa thức thần thông, từ đó có thể tưởng tượng được loại cửu khiếu kim đan khủng bố này. Hoa Tiểu Nam lắc đầu, nói viên kim đan này của tôi chỉ ngưng luyện thất khiếu, đạt tới cấp bậc bán siêu phẩm. Không thể nào, dân tộc mèo không có loại công pháp này, Khương Oanh Vũ vẫn là không thể tin được. Đây là đường đại ca đã dạy cho tôi hoa tiểu nam ngạo nghễ nói anh ta dạy cô anh ta không phải chỉ là loại nguyên đan màu xám cho sao có loại công pháp này anh ta vì sao tự mình không tu luyện khương oanh vũ lẩm bẩm nói trong lòng cô ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt đúng lúc này điện thoại của cô rung lên đó là một tin nhắn văn bản kiếm thánh chết rồi nhanh chóng về nước chủ nhân ngài thật sự rất mạnh bên trong sân vườn nhà mộ dung vẻ mặt Ngân Thiên vô cùng ngưỡng mộ nói. Cũng đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Đường Tuấn giết chết Hamrama và Liễu Mộc Thanh trên núi Châu Thới, thế nhưng chuyện này vẫn như cũ là đề tài nóng hổi nhất trong giới võ đạo của các quốc gia. Chỉ cần hai đòn đánh đã có thể giết chết được hai kẻ mạnh xếp hạng thứ tư và thứ sáu của châu Á, khả năng mạnh mẽ đến như thế có ai mà không cảm thấy sợ. Do hai người bọn họ quá yếu, Đường Tuấn lắc đầu. Ngân Thiên nghe như vậy, không khỏi trợn trắng hai mắt. Hamrama, chính là thượng sư đứng đầu của Ấn Độ, cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, nguyên đan nhất phẩm. Liễu Mộc Thanh, kiếm thánh châu Á, đạt nguyên đan cảnh trung kỳ, bán nguyên đan siêu phẩm. Nếu mà nói thực lực của hai người này là yếu, thì không biết có bao nhiêu người tu hành muốn tự sát. Lộc cộc, lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Trường 1562, hai người nói xong rồi sao? Đường Tuấn nhìn thoáng qua Long Vương, nhíu mày. Bởi vì bên cạnh Long Dương còn có hai người đi theo, hơi thở của cả hai cũng không mạnh mẽ, tu vi chỉ đạt đến cảnh giới chân khí. Nhưng trên người lại mang lại một loại cảm giác vinh váo, hất hàm sai khiến người khác. Đó chính là do thời gian dài khống chế quyền to khí độ, vừa nhìn có thể nhận ra chính là nhân viên chính phủ. Đường Tuấn, hai vị này chính là đặc sứ Ấn Độ và Hàn Quốc phụ trách sự việc trên núi Châu Thới lần này, Sa Mai và Kim Minh Nhật. Bọn họ có mấy vấn đề muốn hỏi cậu. Long Vương Trầm giọng nói, giữa mày ông thoạt nhìn có chút mệt mỏi, có thể đoán được muốn giải quyết vấn đề lần này cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức lực. Ngài Đương, hiện tại hai nước chúng tôi muốn tố cáo ngài tội cố ý giết người. Chúng tôi đã giao video ngài giết chết Liễu Mộc Thanh và Ham Brahma cho Tòa án Công lý Quốc tế, bằng chứng vô cùng rõ ràng. Ngài cần phải phối hợp điều tra với chúng tôi. Người đầu tiên nói chuyện chính là Samai, vị đặc sứ Ấn Độ này khi nói chuyện mang theo một hàm ý ra lệnh khiến cho người nghe cảm thấy thập phần không thoải mái. Kim Minh Nhật cười lạnh nói: Ngài Samai nói không sai, hai vị cường giả Liễu Mộc Thanh và Hamrama có địa vị vô cùng cao ở tại đất nước của chúng tôi, cũng không thù không oán gì với ngài. Vậy mà ngài lại tàn nhẫn ra tay giết người. Quan hệ giữa quốc gia của tôi và Việt Nam vẫn luôn rất tốt, chỉ là hành động lần này của ngài Đường đã làm cho chúng tôi vô cùng thất vọng và buồn lòng. A, à, vậy các người muốn tôi phải phối hợp điều tra với các người như thế nào? Đường Tuấn cười, hỏi ngược lại. Sa Mai nói, rất đơn giản, chỉ cần hôm nay ngài đi theo chúng tôi, hai nước chúng tôi đã đặc biệt vì ngài mà chuẩn bị một nơi ở. Đến khi thẩm phán cho ra phán xét cuối cùng, ngài cũng không được rời đi, cũng như không được sử dụng vũ lực. Hừ, lỡ như các người mang chủ nhân của tôi đến nhốt ở một chỗ nào đó hoang vu, rồi dùng bom hay tên lửa bắn chết thì làm sao bây giờ? Ngân Thiên nghe đến đó, không khỏi châm chọc nói. Sa mai quát, chỗ này không phải là nơi mà cậu có thể lên tiếng. Xin ngài đừng cứ yên tâm, đến lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị nhân viên chuyên môn phục vụ cho ngài. Về sự an toàn thì ngài cứ yên tâm, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ công bằng công chính. Kim Minh Nhật cười, giải thích, đương nhiên nếu như ngài đường đây không đáp ứng, chúng tôi chỉ có thể sử dụng một ít phương pháp đặc biệt. Tôi nghĩ đây cũng không phải là điều mà mọi người muốn nhìn thấy. Long Vương muốn nói lại thôi, đến cả loại yêu thú có trí tuệ không cao như Ngân Thiên cũng nhìn ra được âm mưu của Sa Mai và Kim Minh Nhật. Rõ ràng là muốn cô lập đường tuấn lại, sau đó sử dụng các loại vũ khí và cực hình, nếu vì như vậy mà mất đi mấy ngàn binh lính cũng xem như được lời. Nhưng mà nếu như đường tuấn không đồng ý, thì vấn đề hợp tác giữa hai nước thật sự khiến cho người khác đau đầu, đặc biệt là khi còn có một siêu cường quốc Mỹ đang ở một bên như hổ rình mồi. Hai người nói xong rồi sao? Đường Tuấn nhàn nhạt nói xong rồi, không biết ngài đường suy nghĩ đến đâu rồi. Kim Minh Nhật cười hỏi. Tôi đếm ba tiếng, nếu các người còn xuất hiện ở trước mặt tôi, kết cục sẽ giống với Ham Brahma. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Ngài, mặt và chán sa mai nổi lên gân xanh, rõ ràng đã bị những lời này chọc giận. Một, đường Tuấn giơ một ngón tay, một thanh kiếm nhỏ thoát ẩn thoát hiện ở trên đầu ngón tay. Ngài đường, hy vọng ngài vì Việt Nam mà suy nghĩ kỹ lại. Kim Minh Nhật nói. Hai, ánh mắt Đường Tuấn không hề dao động. mươi 1563 chính là người này. "Chúng tôi đi." Tưởng tượng đến sức mạnh của Đường Tuấn, rốt của Kim Minh Nhật cũng không kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng, lôi kéo Sa Mai đi ra ngoài, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa. Vốn dĩ ban đầu cho rằng có thể dựa vào thân phận để uy hiếp Đường Tuấn một chút, không nghĩ đến Đường Tuấn căn bản không để bản thân bị xoay vòng vòng. Chờ đến khi Sa Mai và Kim Minh Nhật đi rồi, Long Vương cười lạnh nói, hai kẻ không hề biết điều. Không cần phải để ý đến bọn họ, nếu không phải do hai nước không ngừng gây áp lực, tôi cũng lười dẫn bọn họ đến đây. Long Vương khẽ nhíu mày nói, dù sao anh cũng phải cẩn thận, bọn họ sẽ không cứ như vậy mà buông tha cho anh đâu. Đường Tuấn gật gật đầu. Di tích biển Đông hai ngày nữa sẽ mở ra, đến lúc đó người tu hành trên toàn châu Á hầu như đều sẽ xuất hiện để tranh giành đoạt lấy cơ duyên lần này chúng ta cũng phải đi chuẩn bị trước một chút, Long Vương nói. Trong khi Long Vương và Đường Tuấn đang chuẩn bị cho di tích Biển Đông, thì ở trên một hải đảo cách xa ngoài Biển Đông. Vốn dĩ ban đầu hải đảo này là một đảo vô danh, nhưng từ sau khi bị Đại Thánh Giao Thức chiếm lấy cho riêng mình, mọi người liền gọi nó là đảo Giao Thức. Trên bầu trời lúc này bỗng nhiên xuất hiện sấm chấp lập lè, một con dao long bay lên không chung, chìm vào trong giữa đám lôi điện. Thật lâu sau, một luồng ánh sáng vây xung quanh dao long đến khi thân hình của người đó một lần nữa hiện ra, đúng là giao đông thanh mà lần trước đường Tuấn đã gặp được bên trong kiếm môn. Chúc mừng cậu chủ đã đột phá được cảnh giới nguyên đan. Người giúp việc A Tuyết đi tới, vẻ mặt vui mừng chúc mừng. Giao đông thanh thở dài. Nói, vốn dĩ cho rằng lần này có thể đạt được bán nguyên đan siêu phẩm trở lên, không ngờ rằng vẫn là kém một chút, chỉ đạt được kim đan nhất phẩm. Yêu thú chúng ta muốn ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm, thật sự là quá khó khăn không có chuyện gì đâu đông thanh chờ lần này di tích biển đông mở ra ông nội sẽ vì con mà đi tìm phương pháp tu luyện nguyên đan con chỉ mới đạt đến nguyên đan còn có nhiều cơ hội rộng mở không giống như ông đã bước vào nguyên đan viên mãn một viên nguyên đan đã trải qua biết bao sinh mệnh đã không còn cách nào có thể tinh luyện được nữa đúng lúc này bỗng có một âm thanh vang lên một trận gió xoáy thổi qua một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi xuất hiện trước mặt hai người sâu của người đàn ông rất dài khuôn mặt thô kệch, một con người hình tam giác ngược, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Ông nội, chủ nhân, Giao Đông Thanh và A Tuyết nhìn thấy người vừa xuất hiện, nhanh chóng hành lễ. Người đang đứng trước mắt này, chính là Chí cường giả đứng đầu trên bảng xếp hạng đơn của châu Á, Đại Thánh Giao Thức. Con thật sự không tồi, cô động được nguyên đan nhất phẩm, hơn nữa trong cơ thể con còn có huyết mạch của Giao Long, chắc hẳn có thể xếp trước hạng năm trên bảng đơn Chí cường giả châu Á. Đại thánh giao thức nhận xét, ánh mắt tán thưởng nhìn giao đông thanh, tất nhiên cảm thấy vô cùng vừa lòng. Đứng trước hạng năm sao, như vậy chắc đã có thể đánh bại tên khốn kia rồi. Giao đông thanh siết chặt nắm tay, thấp giọng nói. Ai vậy, đại thánh giao thức nhíu mày. Giao đông thanh trầm giọng nói, hậu thiên đạo thể đường tuấn. Chính là người này, đại thánh giao thức lấy ra một sấp ảnh chụp. Không sai, nhưng mà tại sao ông nội lại biết cậu ta? Giao đông thanh nói, chương 1564, chín chiêu thức thần thông. Đại thánh giao thức lắc lắc đầu, nói chỉ sợ rằng con vẫn không phải là đối thủ của anh ta. Đại thánh giao thức kể ra hết tất cả những chuyện xảy ra trên núi châu thới. Hai chiêu đã giết chết Liễu Mộc Thanh và Hamrama, cậu ta như vậy mà lại mạnh đến thế. Giao Đông Thanh ngơ ngác nói. Ban đầu cho rằng sau khi đột phá được cảnh giới nguyên đan là có thể đánh bại đường Tuấn, rửa mối nhục khi xưa nhưng không nghĩ đến đối phương lại mạnh hơn tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Không có việc gì đâu, ông sẽ trả thù cho con, ông mới vừa thực hiện một giao dịch với nước Ấn Độ, điều kiện chính là phải giết chết cậu ta. Đại Thánh Giao thức lãnh đạm nói, giao dịch với Ấn Độ, Giao Đông Thanh buồn cười nói, xem ra lần này cậu ta giết chết Liễu Mộc Thanh và Ham Rama, khiến cho cả hai nước có chút tức giận. Nhưng dù sao cậu ta cũng không làm được giống như ông nội, một người chống lại cả quốc gia, nếu không thì sao hai nước ấn hàn lại dám ép buộc cậu ta như vậy đại thánh giao thức cảm thán nói một người chống lại cả quốc gia đâu có dễ dàng như vậy hiện tại thực lực của ông cùng lắm cũng chỉ có thể đấu lại loại đất nước như ấn độ mà thôi có thể dùng một chút thủ đoạn tương đối lạc hậu hơn hết vẫn là nhờ vào thiên phú thần thông của nhất tộc chúng ta còn giống như mỹ việt nam và các quốc gia cường đại khác ông không có cách nào đấu lại nổi ánh mắt ông lóe lên một tia sáng nếu đạt được cảnh giới nguyên anh thì mới thật sự có thể tung hoành vô địch, một người đấu một nước. Giao Đông Thanh gật gật đầu, tất nhiên anh ta cũng biết những việc này. Anh trầm ngâm một lúc, hỏi ông nội, hiện tại con đã đột phá cảnh giới nguyên đan, tại sao vẫn chưa thức tỉnh được thiên phú thần thông? Thiên phú thần thông này là năng lực mạnh nhất trong nhất tộc của bọn họ, thần thông là thuộc về thiên địa đại đạo mặt, thuộc về võ kỹ tiến giai, uy lực viễn siêu võ kỹ. Ông của anh đúng là nhờ vào Thiên Phú Thần Thông mới có thể an ổn đứng vững vị trí đệ nhất trên bảng đơn chí cường giả. Đại Thánh giao thức cười cười, nói, chờ đến khi con đạt gần đến Nguyên Đan trung kỳ thì đã có thể có. Tư chất của con tốt hơn của ông, lúc ấy ông ở Nguyên Đan cảnh hậu kỳ mới bắt đầu thức tỉnh. Ngừng một chút, trên mặt Đại Thánh giao thức lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo, nói, dù thế nào Thiên Phú Thần Thông cũng chỉ có một chiêu thức Muốn đi được xa hơn cần phải hiểu được càng nhiều thần thông, lĩnh ngộ ý nghĩa của đất trời. Ông đã bỏ ra hơn 500 năm cuối cùng cũng lĩnh ngộ được một chiêu thức thần thông. Giao Đông Thanh nghe thấy thế, cả người chấn động, Thất Thanh nói: "Ông nội, ông thành công rồi sao?" Đại Thánh Giao Thức cười nói: "Đúng vậy, Đường Tuấn có thể trong hai chiêu giết chết liệu Mộc Thanh và Hamrama, nếu như vậy thì cũng có chút thực lực, có thể cùng ông đánh qua vài chiêu." Trùng hợp là lần này có thể dùng thằng nhóc đó để kiểm tra uy lực thần thông của ông. Giao Đông Thanh nói, có thể chết dưới tân sáng thần thông của ông nội, chính là vinh hạnh của cậu ta. Đại Thánh Giao Thức vỗ vỗ vai của Giao Đông Thanh, cảm thán nói, tiếp rằng tuy tuổi thọ của yêu thú dài hơn so với nhân loại, nhưng thiên phú tu luyện so ra lại kém hơn nhân loại khá nhiều. Từng có một lời đồn rằng, đã có một kẻ tu hành nhân loại luyện ra được chín khiếu nguyên đan, một khiếu chính là một chiêu thức thần thông, vô cùng lợi hại. Nếu có thể luyện thành công dạng nguyên đan này, trái đất không còn là nơi xứng để cho ông tung hoành. Chín chiêu thức thần thông Sao Đông Thanh ngạc nhiên, ông nội của anh là nhờ vào một chiêu thức thần thông đã có thể lợi hại như vậy. Nếu như có được chín chiêu thức thần thông, vậy thì lợi hại đến trình độ nào? Anh căn bản không dám tưởng tượng. Trường 1565 thần thông chia thành tiểu thừa. Đúng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, kể cả là chín khiếu nguyên đan cũng giống như các dạng nguyên đan siêu phẩm khác, tất cả đã không xuất hiện trong vòng một, hai ngàn năm trở lại đây. con không cần nghĩ nhiều về cái đó đâu. đại thánh giao thức nói. lần này di tích biển đông mở ra, con cũng đi cùng với ông để nhìn thấy sự đời, xem thử có thể lĩnh ngộ điều gì hay không. giao đông thanh đồng ý. phía trên bầu trời của biển đông, đường tuấn và thủy thanh lam ngồi trên lưng một con chim đại bàng. tốc độ của chim đại bàng rất nhanh, trong chớp mắt đã bay đến những dãy núi rộng mênh mang. Con chim đại bàng này thật ra là Ngân Thiên, bản thể của Ngân Thiên là loài chim đại bàng. Sau khi thấy được thực lực của Đường Tuấn, tên khờ này bỗng trở nên cứng đầu, muốn cùng đi thăm dò di tích Biển Đông. Mà ở đằng sau, Long Vương sát sao đi theo bọn họ. Ấn tượng của Ngân Thiên dành cho Long Vương cũng không tốt đẹp gì, tất nhiên không có khả năng cho ông ta ngồi trên lưng của mình. Đường Tuấn khoanh chân ngồi, bàn tay thì thì hóa ra một thanh kiếm, kiếm khí dày đặc, khi thì lại như một cây thương dài, vô cùng dữ dội, lúc thì chỉ đơn giản là phất tay một cái, trời cao lập tức xuất hiện sấm sét. Anh là đang tự sáng tạo ra cách biến hóa của ba chiêu thức thần thông, âm dương phân biệt, mở ra hỗn độn và chấn thiên địa. Thủy Thanh Lam ngồi bên cạnh xem đến nỗi lông mày hơi giật, mặc dù số lượng thần thông anh ta nắm giữ trong tay nhiều hơn của Đường Tuấn, khoảng chừng nhiều hơn 10 chiêu thức. Nhưng từ sự huyền diệu cho đến trình độ sức mạnh của những chiêu thần thông đó, chỉ có một hai chiêu thức thần thông mới có thể miễn cưỡng so sánh một chút được với ba chiêu thức thần thông của Đường Tuấn mà thôi. Phải biết rằng anh ta chính là cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ đó, mà Đường Tuấn cùng lắm chỉ là cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, vậy mà lại có sự lĩnh ngộ về đại đạo còn sâu hơn anh ta. Người này thật sự là người trái đất hay sao, chắc chắn không phải là đại tông môn tu hành ngoài hành tinh chứ? Trong lòng Thủy Thanh Lam không tránh được nghi ngờ. Cái loại tài năng trời phú này thật sự rất khủng bố. Các đại tông môn tu hành ngoài hành tinh cũng như sự tồn tại của Long Phượng Sừng Lân đều là những thiên tài tu hành chân chính. Ngay cả Thủy Thanh Lam cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng hiện tại, vậy mà lại xuất hiện trên một tinh cầu xa xôi như trái đất, như vậy thì làm sao anh ta không thể không nghi ngờ cho được. Thần thông chia thành tiểu thừa, đại thừa và ba loại cấp bậc hoàn mỹ, mỗi một cấp bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp và viên mãn ba chiêu thức thần thông của cậu ấy e rằng đã đạt đến trình độ tiểu thừa viên mãn rồi. Thủy Thanh Lam càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, Ngân Thiên dưới cơ thể đột nhiên tạo ra một luồng hơi thở, hơi thở này tạo nên một trận cuồng phong, tạo thành một vùng chân không trong phạm vi 10 mét xung quanh. Chủ nhân, tôi muốn đột phá, Ngân Thiên mở miệng nói. Cậu ta ở cực cảnh đã rất lâu rồi, trong thời gian một năm này đã trải qua sự biến hóa rất lớn, tích tụ một lượng nguyên khí khổng lồ vốn dĩ chỉ còn cách đường danh giới đột phá chỉ một chút mà thôi, khoảng thời gian này vừa lúc có đường Tuấn ở bên cạnh, tùy lúc chỉ dẫn, muốn đột phá cũng không phải là chuyện gì khó. Đường Tuấn gật gật đầu, sau đó cùng Thủy Thanh Lam hai người bay sang một bên, chuẩn bị chờ ngân thiên độ kiếp. Âm âm âm, tốc độ những tia sét trên bầu trời hội tụ lại có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, điện quang chấp sáng, bao quanh ngân thiên vào bên trong. Bản thể của tên yêu thú ngân thiên này là đại bàng, bên trong cơ thể có một phần sức mạnh của huyết mạch dị thú hồng hoang, tuy rằng không đến một phần trăm, nhưng nếu muốn vượt qua lôi kiếp thì cũng không phải là điều gì khó. Chỉ là không biết cậu ta có thể ngưng tụ được bao nhiêu phẩm nguyên đan, ít nhất cũng có thể thức tỉnh được một loại thiên phú thần thông. Đáng tiếc rằng, sức mạnh huyết mạch của tên yêu thú này không đủ lớn, nếu không sẽ có nhiều cơ hội đạt được nguyên đan siêu phẩm hơn một chút. Thủy Thanh Lam nhìn thoáng qua, chậm rãi nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 1566, tên khờ này, còn không bay qua đây. Anh ta đến từ ngoại vực, kiến thức hiểu biết tất nhiên hơn người trái đất rất nhiều. Chỉ cần liếc mắt sơ qua là đã nhìn ra được nền tảng của Ngân Thiên. Long Vương ở bên cạnh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ông so với bất cứ người nào đều hiểu rõ sự gian nan khi ngưng tụ nguyên đan siêu phẩm. Đường Tuấn cười nói, anh cứ tiếp tục nhìn là được. Thủy Thanh Lam nhíu mày, chẳng lẽ sẽ còn có một cái biến số gì đó xảy ra sao? Rất nhanh sau đó, chín đạo lôi kiếp đã kết thúc. Cơ thể ngân thiên bị cháy đen vài chỗ, hơi thở có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại càng thêm sáng ngời. Nguyên khí trời đất trong vòng phạm vi năm cây em xung quanh lấy ngân thiên làm trung tâm, hướng về phía cậu ta bay đến. Ngân thiên há miệng, một viên đan châu to bằng nắm tay của một người đàn ông được phun ra. Đây chính là yêu đan của yêu thú, Toàn bộ tu vi đều nằm trong một viên yêu đan này. Cậu ta muốn ngưng đan." Thủy Thanh Lam thấp giọng nói. Đột nhiên, sấm gió chuyển mạnh, yêu đan trong miệng của Ngân Thiên bay vào đám lôi kiếp sắp biến mất. "Này, cậu ta không sợ yêu đan bị vỡ nát hay sao?" Miệng Thủy Thanh Lam khẽ nhếch, có chút không thể tin được. Yêu đan yếu ớt đến như vậy, nếu như bay vào trong những đạo lôi kiếp đó, như vậy cũng không khác gì là đi chịu chết. Sắc mặt Ngân Thiên cũng bắt đầu trắng bệch máu tươi không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng. Tất nhiên viên yêu đan bay vào bên trong lôi kiếp đem lại cho cậu ta một áp lực rất lớn. Hai phút trôi qua, cuối cùng lôi kiếp mới tan đi. Một viên nguyên đan màu vàng chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Quả nhiên là do huyết mạch không đủ thuần khiết, chỉ có thể ngưng luyện được nguyên đan nhất phẩm. Thủy Thanh Lam thở dài, nhưng dây tiếp theo đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, lớn tiếng nói đây, đây chính là siêu phẩm nguyên đan, nguyên đan lôi phong. Ở trong tầm mắt của anh, phía bên ngoài viên nguyên đan của Ngân Thiên xuất hiện hai loại nguyên khí phong lôi quấn quanh nó, hai loại nguyên khí này giao hòa với nhau, dường như hòa hợp thành một. Mà cơ thể của Long Vương đã run rẩy hết lên, vậy mà ông ta lại được tận mắt chứng kiến một viên nguyên đan siêu phẩm ra đời. "Đường Tuấn, cậu ta thật sự là thú cưng của anh sao?" Long Vương không nhịn được, lên tiếng hỏi. "Chủ nhân mới đạt đến nguyên đan cấp 3, vậy mà thú cưng lại ngưng kết được nguyên đan siêu phẩm?" chuyện này mà nói ra ngoài sẽ có người tin hay sao? Một hơi nuốt phiên nguyên đan kia vào lại trong miệng, Ngân Thiên không kiềm được thét lên một tiếng dài, âm thanh mạnh mẽ truyền đi rất xa. chương 1567 nguyên đan siêu phẩm. Bộ dạng này không có một điểm nào giống với một cường giả đã ngưng kết nguyên đan siêu phẩm. Thủy Thanh Lam cũng đi theo cùng anh ngồi lên trên, Ngân Thiên không nhịn được nói thầm, cái tên này, nếu không phải tôi nể mặt của chủ nhân, tôi cũng không có khả năng cho anh ngồi trên lưng tôi đâu người này nhìn yếu đuối như vậy mỗi ngày đều ăn vạ bên cạnh chủ nhân thủy thanh lam nghe thấy liền lảo đảo suýt chút nữa đã ngã từ trên lưng ngân thiên xuống bản thân mình là một cường giả cảnh giới nguyên anh vậy mà lại bị tên khờ này nói lại yếu đuối nhưng dù sao tên ngốc này cũng là thú cưng của đường tuấn thủy thanh lam cũng chỉ có thể nhịn lại lời muốn nói anh ta nhìn về hướng đường tuấn thắc mắc nói huyết mạch của cậu ta không có khả năng ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm. Một tên gã yếu ớt như anh thì biết cái gì, công pháp mà tôi tu luyện chính là do chủ nhân cho tôi, nếu còn không thể ngưng luyện được nguyên đan siêu phẩm, thì không phải là để cho hai đứa hắc mễ và tuyết hầu chê cười hả. Ngân Thiên xem là đương nhiên nói. Thủy Thanh Lam trực tiếp làm lơ giọng nói trào phúng của tên khờ này, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đường Tuấn. Vậy là do tu luyện công pháp mà anh ta đưa là có thể ngưng luyện ra nguyên đan siêu phẩm hay sao? Công pháp cấp bậc tu chân cũng không thể làm được đến như vậy. Có lẽ đối với người trái đất không hiểu biết nhiều lắm về cấp bậc của công pháp tu luyện, nhưng Thủy Thanh Lam lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì hành tinh nơi anh sống chính là một hành tinh tu luyện, trái đất còn lâu mới so sánh được. Thật sự là có thể loại công pháp giúp cho yêu thú ngưng luyện được nguyên đan siêu phẩm một cách tự nhiên, nhưng mà loại công pháp này thật sự rất quý hiếm. Ngay cả Thủy Thanh Lam cũng chỉ được nghe nói đến mà thôi. Ở một hành tinh xa xôi như trái đất, không thể nào có khả năng xuất hiện loại công pháp đó được. Ngân Thiên ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm, trong lòng Đường Tuấn cũng vô cùng khiếp sợ, nghĩ thầm, không nghĩ đến 99 chữ cổ kia còn có công dụng giúp yêu thú tinh luyện huyết mạch. Loại công pháp mà anh đưa cho Ngân Thiên mặc dù là công pháp đã đạt đến cấp bậc tu chân, nhưng việc có huyết mạch tinh luyện mới là điểm mấu chốt giúp cho cậu ta ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm. Mấy ngày này Đường Tuấn không ngừng dùng 99 chữ cổ được giúp Ngân Thiên tinh luyện sức mạnh của huyết mạch, nước chảy đá mòn, ngay cả tên khờ Ngân Thiên này cũng chưa phát hiện ra. Tất nhiên Thủy Thanh Lam cũng không thể nào phát hiện được. Trên đường từ khu vực của dân tộc mèo đi ra biển Đông, có ba bóng dáng đang đuổi theo. Hơi thở của một bóng người chạy phía trước vô cùng hỗn loạn, trên người có không ít vết thương, quần áo còn có vết máu, tất nhiên là bị thương không nhẹ. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo vết thương cùng sự tức giận người này chính là hoa tiểu nam nhưng mà xem ra tất nhiên lúc này cô ta đang bỏ trốn ở phía sau cách cô ta không xa hai bóng dáng đang nhanh chóng đuổi theo hoa tiểu nam đạo thể dám giết chết kiếm thánh của quốc gia tôi tôi muốn giết chết cô phải báo thù cho kiếm thánh một người trong đó giọng nói hung ác cất tiếng đó chính là một người cảnh giới nguyên đan khác của hàn quốc khương oanh vũ cô hoa tôi với cô khương cùng hợp tác với nhau nếu như có là cường giả xếp hạng thứ ba trên bảng đơn kim cương cũng không phải là đối thủ của hai chúng tôi. Cô trốn cũng không thoát đâu. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên bên cạnh Khương Oanh vũ cười lạnh nói. chương 1568 có thể trực tiếp khởi động phi thuyền hay không? Ông ta mang một bộ trang phục của võ sĩ Nhật Bản, trong tay cầm một thanh kiếm võ sĩ Nhật Bản. Sato Hida, ông và Khương Oanh Vũ, hai người hợp tác lại với nhau, thì có còn gì là bản lĩnh? đàn ông Nhật Bản đều yếu đuối như vậy sao? Hoa Tiểu Nam châm chọc nói. Người đàn ông mang trang phục võ sĩ này chính là cường giả xếp hạng thứ hai trên bảng đơn, đại sư nhẫn thuật của Nhật Bản Sato Hida. Sato Hida cười ha hả nói, cô Hoa đây thật thích nói đùa, cô đã ngưng luyện được 7 khiếu nguyên đan, chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là đạt được 9 khiếu nguyên đan, tất nhiên tôi không phải là đối thủ của cô rồi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần cô Hoa đây lấy công pháp mà cô tu luyện giao cho tôi, tôi đảm bảo sẽ xoay người rời đi. Còn về phần ân oán giữa cô và cô Khương thì tôi sẽ không quản. Sato Hida, ông, Khương Oanh vũ ngẩn ra. Cô ta vì lý do báo thù mà đã cố tình đến tận Nhật Bản để tìm Sato Hida, cũng nói cho ông ta biết về chuyện nguyên đan bảy khiếu của Hoa Tiểu Nam, còn phải trả một cái giá rất lớn, lúc đó đối phương mới nguyện ý ra tay. Nếu như Sato Hida bỏ đi rồi, thì bất kể cô có như thế nào thì cũng không phải là đối thủ của Hoa Tiểu Nam nằm mơ đi, hoa tiểu nam từ chối không một chút do dự. Công pháp là do đường tuấn truyền thụ cho cô, làm sao mà cô có thể giao nó ra được. Hai, vậy thì cô cũng đừng trách tại sao chúng tôi không lưu tình. Satohida thở dài một tiếng, thanh kiếm trong ti được rút ra, một luồng kiếm khí xuyên không khí bay đến. Xoẹt, mặc dù hoa tiểu nam tránh thoát được, nhưng vẫn bị kiếm khí cắt đứt ra thịt. Máu tươi lại một nửa chảy xuống tu vi của Sato Hida đã đạt đến cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, nguyên đan còn đạt đến trình độ nhất phẩm. Tuy rằng cô đã ngưng luyện được 7 khiếu nguyên đan, tu vi đạt đến cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Nhưng một đấu một cũng không phải là đối thủ của ông ta, huống chi bây giờ hai người Sato Huda và Khương Oanh vũ cùng nhau liên thủ. Cô Hoa Hà, cô còn được bao nhiêu máu trong người chứ? Sato Hida cười lạnh nói, đến lúc đó giao thi thể khô quát của cô cho đạo thể, không biết anh ta sẽ có suy nghĩ như thế nào nha trong mắt khương oanh vũ hiện lên sự thống khoái chắc là ở chỗ đó nửa ngày sau ba người đường tuấn đã đến biển đông trước mặt là mặt biển rộng mênh mông vô bờ chỉ có một hòn đảo ở phía xa lúc này thủy thanh lam chỉ về phía hòn đảo kia không nghĩ đến qua một thời gian dài như vậy phi thuyền kim thiên lại biến thành một hòn đảo nhỏ thủy thanh lam khẽ nhíu mày nếu không phải anh ta còn một chút cảm ứng với phi thuyền kim thiên thì chắc chắn không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Có thể trực tiếp khởi động phi thuyền hay không? Đường Tuấn hỏi. Thủy Thanh Lam lắc lắc đầu, nói, không được, thời gian trôi qua lâu lắm rồi, hơn nữa trận pháp bên trong phi thuyền Kim Thiên gần như bị hư hỏng rồi. Nếu như muốn khởi động, bắt buộc phải đi sâu vào bên trong phi thuyền Kim Thiên. Trường 1569, chúng ta nhanh chóng đi vào đó thôi. Phi thuyền Kim Thiên có thể bị người khác khống chế hay không? Đường Tuấn hỏi. Theo như lời nhóm người Liễu Mộc Thanh nói, phi thuyền Kim Thiên đã xuất hiện được một năm, chỉ sợ rằng những chỗ nên thăm dò đều đã được thăm dò qua. Thủy Thanh Lam nói, không có khả năng, trừ khi là cảnh giới Nguyên Anh, nếu không thì cũng không thể đi sâu vào bên trong phi thuyền. Lúc này Đường Tuấn mới hơi thả lỏng một chút, phi thuyền Kim Thiên ra sao cũng không quan trọng, nhưng nếu như không có được một ngàn khối nguyên thạch bên trong phi thuyền, Đường Tuấn muốn đột phá sợ rằng sẽ rất khó khăn. Đường Tuấn, các người nói cái gì đó? Cái gì mà phi thuyền kim thiên vậy?" Long Vương đứng một bên hỏi. Tại sao mà ông hoàn toàn nghe không hiểu những gì mà Đường Tuấn vừa nói? Đằng kia không phải là di tích biển Đông hay sao, tại sao mà lại biến thành cái phi thuyền kim thiên gì gì đó? Đường Tuấn thản nhiên cười, cũng không giải thích nhiều làm gì. "Hả, vậy mà có người đã đi vào trong, hơn nữa rất nhanh sẽ đi đến chỗ sâu bên trong." Sắc mặt Thủy Thanh Lam bỗng nhiên thay đổi xem ra trải qua nhiều năm như vậy, độ nhảy của trận pháp đã bị giảm đi rất nhiều. Chúng ta nhanh chóng đi vào đó thôi, sắc mặt của đường Tuấn trầm xuống. Trên hòn đảo, Giao Đông Thanh đang đánh nhau với người hầu A Tuyết, tu vi của Giao Đông Thanh áp xuống tại trình độ cực cảnh, thu lại 90% tu vi. Nhưng ngay cả khi như vậy, thực lực của Giao Đông Thanh vẫn đáng sợ như cũ. Hầu như đều là anh ta đánh A Tuyết. Không đánh nữa, A Tuyết, cô quá yếu sau khi đánh mười mấy chiêu giao đông thanh đột nhiên ngừng tay có chút buồn bực nói sau khi anh ta đột phá thành công thì rất muốn xem thử thực lực của bản thân đến đâu đáng tiếc rằng ông nội của anh lại vội vàng đi vào di tích biển đông cho nên chỉ có thể nhờ đến a tuyết để thử tay nghề khi anh ta còn ở tại cực cảnh a tuyết đã không phải đối thủ của anh lúc này thành công đột phá cảnh giới nguyên đan cho dù đã đè thấp tu vi xuống nhưng tất nhiên a tuyết cũng không phải là đối thủ một chiêu cũng không đánh lại được. Giao đông thanh càng đánh càng không thoải mái. Người hầu A tuyết xấu hổ cười, nói cậu chủ, không phải là do tôi quá yếu, mà là cậu quá mạnh. Cậu chính là giao long nhất tộc, bản thân sở hữu được thiên phú bẩm sinh, gần như có thể vượt qua mọi giới hạn. Hơn nữa cậu còn được chủ nhân mỗi ngày ở bên cạnh chỉ đạo, vậy nên kỹ năng võ thuật của cậu người bình thường không thể so sánh được, những người cùng cảnh giới với cậu cũng không có mấy người có thể làm đối thủ của cậu giao đông thanh nghe thấy vậy sự buồn bực trong lòng biến mất kiêu ngạo nói cô nói như vậy là đúng thật sự có thể xem như là tộc giao long của chúng tôi đều là cảnh giới vô địch tôi thật sự trách oan cho cô rồi tìm được một đối thủ thích hợp thật sự quá khó khăn thật là buồn chán a à, tuyết nói trong nhân loại cũng chỉ có người tu hành từ cảnh giới nguyên đan trung kỳ trở lên mới xứng là đối thủ của cậu chủ nếu lại đụng đến tên đạo thể kia hừ ý chí chiến đấu của giao đông thanh bừng lên hừng hực cậu chủ, không phải ông của cậu không cho phép cậu đánh nhau với người kia sao? Nguyên đan của người đó mặc dù chỉ là tam đẳng, nhưng dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, thật sự mạnh mẽ, thực lực không thể khinh thường. Nếu như cậu chủ đạt đến cảnh giới nguyên đan trung kỳ, có thể dễ dàng chiến thắng được người đó. Hiện tại mà nói, tốt nhất vẫn không nên đánh nhau cùng với anh ta, cứ giao cho ông của cậu xử lý là được. A à, Tuyết nhắc nhở. Chương 1570, dám nhục mạ chủ nhân. Nói vậy cũng đúng, A Tuyết gật gật đầu, khi tộc Giao Long ở trong biển thật sự có thể phát huy được 13 phần năng lực. Đúng lúc này, từ phương xa đột nhiên truyền đến tiếng gào. A Tuyết và Giao Đông Thanh cũng nhìn về phía đó, vài bóng người đang nhanh chóng đến gần. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của mấy người kia, Giao Đông Thanh lập tức cười lạnh, thật đúng là buồn ngủ thì được đưa gối. Mấy người kia đúng là nhóm người của Đường Tuấn. Cậu chủ, A Tuyết nói, cô cứ yên tâm đi. Tôi chỉ cùng anh ta đánh thử một chút thôi, anh ta còn không giết được tôi." Gia Đông Thanh nói. A à, Tuyết hơi yên tâm một chút. Nói xong, Gia Đông Thanh nhìn thấy rõ hướng mà nhóm người Đường Tuấn đáp xuống, bóng dáng chợt lóe lên, đi đến phía trước, chỉ vào không trung nói, "Đường Tuấn, lần trước anh ở trong kiếm môn làm nhục tôi, lần này tôi muốn rửa nhục." Nói xong, cơ thể anh ta di chuyển, một khí thế cường đại phóng lên cao một viên nguyên đan màu vàng giống hệt một mặt trời nhỏ xuất hiện phía trên đỉnh đầu giống như đang cố tình khoe khoang chủ nhân tên ngốc này là ai vậy mới có nguyên đan nhất phẩm vậy mà lại muốn khiêu chiến ngài có muốn tôi bay xuống đó đánh gãy răng tên đó hay không ngân thiên hưng phấn hỏi tên này mới vừa ngưng tụ được nguyên đan lôi phong toàn bộ sức mạnh trong người không có chỗ để phát tiết nhìn thấy ai liền muốn đánh người đó đường tuấn đó chính là giao đông thanh cháu đích tôn của đại thánh giao thức cậu hãy né tên đó ra, đừng có gây sự. Hiện tại thực lực của cậu vẫn không phải là đối thủ của đại thánh giao thức. Giọng nói của Long Vương từ phía sau truyền đến. Đường Tuấn gật gật đầu, chuyện quan trọng nhất vào lúc này chính là tiến vào phi thuyền Kim Thiên, lấy được một ngàn khối nguyên thạch. Còn về phần những chuyện khác, tạm thời đều là chuyện dâu rìa. Anh vỗ vỗ Ngân Thiên, nói không cần để ý đến người đó. Được rồi, Ngân Thiên có chút không vui trả lời. Nói xong, ngân thiên lập tức chuẩn bị chuyển hướng đáp xuống một chỗ khác ai ngờ được giao đông thanh đã ở phía dưới giống như đã biết trước lại xuất hiện ở một chỗ khác đồng thời lớn tiếng nói tên họ đường kia chẳng lẽ anh muốn làm rùa đen rút đầu hay sao dám nhục mạ chủ nhân ngân thiên nghe vậy trong lòng càng thêm bực bội không đợi đường tuấn ra mệnh lệnh cậu ta liền hướng về phía của giao đông bay xuống tới đây đừng có nghĩ hỉ lại vào uy thế của yêu thú mà làm cho tôi sợ Nghĩ cũng đừng nghĩ. Giao đông thanh thấy thế, cười lạnh nói. Thân hình anh ta nhoáng lên, biến hình thành bản thế, thành một con dao long dài hơn 50 mét. Lớp vảy đen nhánh dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng đen, quấn thành một đoàn, tựa như một ngọn núi nhỏ màu đen. A à, Tuyết đứng một bên không nhịn được lắc lắc đầu, nói tên đạo thể này thật sự chơi rất vui. Anh ta không biết bản thể của cậu chủ là dao long, trời sinh có tác dụng khiến các yêu thú khác kinh sợ các yêu thú cấp thấp khác ở dưới khí thế của cậu chủ, đến một nửa thực lực cũng không thể phát huy được. Trừ khi là loại yêu thú có được huyết mạch dị thú hồng hoang, hoặc là yêu thú đã ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm. Cô ta tiếp tục nhìn, vốn tưởng rằng tên yêu thú đang bay kia sẽ run lên bần bật dưới khí thế của Dao Đông Thanh, thậm chí sẽ từ trên không trung trực tiếp rơi xuống. Nhưng kết quả lại không như vậy, tốc độ của yêu thú bay kia lại còn nhanh thêm, giống như một viên sao băng đang rơi xuống audio điện tử võ tấn bền. Chương 1571, đừng đánh chết. Gần như trong nháy mắt, yêu thú bay đó đã đáp xuống mặt đất. Đến đây, a. À. Giao Đông Thanh hét lớn một tiếng, nhưng giây tiếp theo, âm thanh này liền chuyển thành tiếng la đau. Chỉ nhìn thấy Ngân Thiên bay xuống, sau đó mông của cậu đặt xuống đất. Cơ thể giao long và nguyên đan mà Giao Đông Thanh lấy làm tự hào căn bản không có một chút tác dụng nào, đã bị đè bên dưới một cái mông khóe miệng A à tuyết giật giật, vẻ mặt không dám tin vào một màn diễn ra trước mắt của mình. Cô ta chỉ thấy cậu chủ của mình vậy mà lại bị một con chim lớn cánh màu bạc đặt ở dưới mông ngồi lên, cậu chủ chỉ có thể dẫy dụa, không đứng dậy được. Tên khốn, giao đông thanh niên cuồng hét lên, may mắn là tộc giao long da dày thịt béo, nếu không thì lần này sẽ làm cho anh ta bị trọng thương, nhưng càng do như vậy mà giao đông thanh càng cảm thấy bị sỉ nhục hơn. Thân là tộc giao long hàng đầu, lại là cháu đích tôn của đại thánh giao thúc, vậy mà anh lại bị một con chim đặt ở dưới thân. Anh ta vận dụng nguyên đan của mình, dùng toàn lực muốn thoát ra ngoài. Ồ, thì ra cậu cũng có nguyên đan hả? Lúc này, lại nghe được tên chim lớn kia nói tiếng người. Sau đó một viên nguyên đan bay ra từ đỉnh đầu của chim lớn. Cứ cho là mày cũng có nguyên đan, nhưng mà có thể so với sự cao cấp của tao hay sao? Giao Đông Thanh thầm nghĩ trong lòng nhưng dây tiếp theo anh ta hoàn toàn bị đả kích. Khi vừa thấy nguyên đan của đối phương xuất hiện, nguyên đan của anh ta lập tức vận chuyển khí không thông, không ngừng run dày, giống như muốn hỏng mất. Giao đông thanh nhanh chóng thu lại nguyên đan, sắc mặt thay đổi, nguyên đan siêu phẩm. Thì ra cậu cũng có mắt nhìn, thấy bộ dạng khiếp sợ của giao đông thanh, ngân thiên đắc ý đáp lời. Thật sự là nguyên đan siêu phẩm sao, không có khả năng. Trong lòng của giao đông thanh giống như sóng cuộn biển gầm, được rồi, cậu thủ ở chỗ này đi. Lười để ý đến giao đông thanh, đường tuấn vỗ vỗ Ngân Thiên, dặn dò một câu. Ngân Thiên ngừng tụ được nguyên đan siêu phẩm, lại có được huyết mạch dị thú hồng hoang trong cơ thể. Vậy mà giao đông thanh lại còn muốn làm cậu ta hoảng sợ, thật sự là múa dìu qua mắt thợ. Vâng thưa chủ nhân, Ngân Thiên cười nịnh nói, tên khốn này dám đắc tội với ngài, tôi sẽ sửa tên này lại cho thật tốt. Đừng đánh chết, đường tuấn nhắc nhở nói, Ngân Thiên gật đầu đồng ý. chương 1572, hơn 2 tháng, quá phiền phức. Đương Tuấn, người vừa rồi chính là cháu trai của cháu trai của Giao Thức Đại Thánh. Cậu đối xử với anh ta như vậy sợ rằng Giao Thức Đại Thánh sẽ gây khó dễ cho cậu. Vừa bước vào di tích, Long Vương đã nhắc nhở. Mới nhấc chân đã dẫm lên cháu trai của Giao Thức Đại Thánh, chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một tin tức nóng hổi. Chỉ là giao thức đại thánh thôi, không cần để ý đến ông ta." Đường Tuấn khoát tay áo, bày ra bộ dáng không sao cả. Long Vương nhướng mày, muốn nói rồi lại thôi. Đây là không gian bên trong tàu cao tốc tinh hoa sao? Đường Tuấn không để ý tới suy nghĩ của Long Vương mà chỉ tập trung nhìn mọi thứ xung quanh, anh tò mò hỏi. Xung quanh anh là một vách tường mọc đầy cỏ dại, phía trước u ám như một con quái thú đang nhe răng há miệng. Bốn phía cũng có không ít dấu vết đánh nhau thoạt nhìn có vẻ như trong khoảng thời gian này đã có không ít người ghé thăm nơi đây chỗ này vừa nhìn đã không giống tàu cao tốc tinh hoa mà ngược lại càng giống một hang động hơn thủy dị nhắm mắt cảm nhận một chút gật đầu nói không sai đây chính là tàu cao tốc tinh hoa anh đưa tay đẩy một đám cỏ dại ra nơi này bỗng nhiên lộ ra một cửa lớn môn hộ long vương giật mình lẽ nào di tích biển đông này thật sự là tàu cao tốc tinh hoa mà bọn họ nhắc đến Dọc theo đường đi, nghe đường Tuấn và Thủy Dị nói chuyện với nhau, Long Vương cũng nghe ra một ít, anh ta vốn tưởng hai người chỉ nói lung tung, không ngờ lại là thật. Đúng lúc này có tiếng đánh nhau từ trong truyền ra. Đi, đường Tuấn đi về phía trước. Thủy Dị và Long Vương bám theo phía sau, Long Vương chỉ vào phía trước nhắc nhở, đường Tuấn, cách nơi này 10 bước hình như có một trận pháp hay cấm chế nào đó. Nếu đi sai một bước thì sẽ rơi vào nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, đi chậm thôi lúc đó tôi phải dùng hơn 2 tháng thì may ra mới phá năm sáu cái pháp trận này, chiếm được quyền công pháp bí tịch khi đó mới có thể đột phá lúc ấy ta phải dùng hơn 2 tháng thì may ra mới phá giải năm sáu cái trận pháp, chiếm được một quyền công pháp bí tịch, lúc này mới có thể đột phá cảnh giới nguyên đan. Trận pháp nơi này dùng để bảo vệ tàu cao tốc tránh cho người ngoài vào trong. Nếu không phải đã trải qua một thời gian quá lâu khiến nhiều trận pháp mất đi hiệu lực, thì đừng nói hai tháng cho dù là 20 năm các cậu cũng không cần nghĩ đến chuyện có thể vào trong đâu. Thủy dị lạnh lùng nói. Hơn hai tháng, quá phiền phức, đường Tuấn nhíu mày. Anh nhắm mắt trầm tư vài giây, sau đó chợt vọt về phía trước. Đường Tuấn, cẩn thận, Long Vương hét lên sợ hãi. Những trận pháp này là chồng chéo lẫn nhau, chỉ cần kích hoạt một trận, những trận khác cũng sẽ kích hoạt theo. Cho dù là giao thức đại thánh thuộc vào hàng cao thủ thì lúc ứng phó cũng vô cùng chật vật, Long Vương sợ đường Tuấn nhất thời xúc động mà kích phát trận pháp nên vội vàng nhắc nhở. Nhưng anh ta vừa dứt lời, đường Nghiêu đã giống như một làn khói xanh lướt về phía trước, nói theo bước chân của tôi. Ngoặc kép, chuyện này, Long Vương sừng sốt, đường Nghiêu thế mà lại không hề chạm vào trận pháp. Chẳng lẽ là may mắn sao? Long Vương thầm nghĩ trong lòng. Trường 1573 vừa nhìn đã biết là bảo bối nhưng càng đi sâu vào trong, Đường Tuấn vẫn như cũ không hề chạm đến bất kỳ một trận pháp nào. Chuyện này khiến Long Vương vô cùng kinh ngạc, anh ta không nhịn được hỏi, Đường Tuấn, cậu đã từng tới nơi này chưa? Sao có thể quen thuộc với những trận pháp này như vậy? Ngoặc kép, Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi chỉ cảm nhận được nguyên khí trọng yếu đang vận chuyển trong trận pháp rồi tìm ra điểm phá bỏ, vậy trận pháp sẽ không phản kích. Cảm nhận nguyên khí trọng yếu đang vận chuyển trong trận pháp sắc mặt Long Vương thay đổi một chút. Nói thì đơn giản nhưng muốn làm được cần phải khống chế nguyên khí trời đất một cách vô cùng khéo léo. Mà khống chế nguyên khí trời đất lại xuất phát từ chất lượng của nguyên đan, nguyên đan chất lượng càng cao sẽ càng có thể ngộ ra được nguyên khí liên hệ để sử dụng. Cậu ấy thật sự là tam đẳng nguyên đan sao? Trong lòng Long Vương càng thêm hoài nghi. Trương Định An, cậu dám theo tôi đến đây cướp bảo vật. Muốn chết à, ngoặc kép. Tốc độ của mấy người đường tuấn rất nhanh, mới 5-6 phút đã phá bỏ tất cả trận pháp tiến sâu vào trong tàu cao tốc. Một thanh âm tức giận truyền ra từ bên trong. Giao thức đại thánh, ông cũng đừng tham lam quá. Đa số bảo vật trong di tích này ông đều cầm rồi. Chẳng qua tôi chỉ lấy bùa mà tổ tiên đã lưu lại ở núi Yên Tử thôi. Thanh âm Trương Định An cũng theo đó vang lên, giao thức đại thánh lẽ nào còn không biết di tích này là gì. Nơi này căn bản không phải là di tích biên đông gì đó mà là 2.000 năm trước, ngoại vực thủy dị có một món pháp bảo. Năm đó tổ tiên núi yên tử của tôi sau khi bị phong ấn ở thủy dị thì vô tình biết được tin tức này nên đã đi vào đây, đồng thời lưu truyền những tin tức này đến đời sau, bùa ở núi yên tử chính là chứng cứ. Tôi không cần bảo vật khác nhưng bùa này tôi nhất định phải mang đi. Ngoặc kép, bàn giao đại thánh nhíu mày nói, pháp bảo của ngoại vực thủy dị. Mắt ông ta chợt sáng lên, nói cậu nói tấm bùa này là của núi yên tử các cậu vậy cậu làm sao chứng minh được chứ? ngoặc kép. Trương Định An cười lạnh một tiếng, nguyên khí tràn vào lá bùa trong tay, ở mi tâm anh ta chợt lóe lên một viên nguyên đan tím ánh vàng. Lông mày Long Vương nhướng lên, là nguyên đan nhất phẩm, hơn nữa còn là cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Kẻ này ẩn nấp rất tốt. Lá bùa trong tay Trương Định An có màu vàng, thoạt nhìn phía bên đã hư hỏng không ít. Hiện lên chút mùi vị tang thương nhưng phù văn vẽ trên đó lại vô cùng sâu xa khó hiểu, vừa liếc mắt đã không nhìn được mà đắm chìm vào, không cách nào kiềm chế được. Vừa nhìn đã biết là bảo bối. Đây cũng là nguyên nhân khiến giao thức đại thánh không chịu buông tha cái bùa này. Trương Định An rót nguyên khí vào, trên bùa chú tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Giao thức đại thánh biến đổi sắc mặt, trước cỗ khí tức này nguyên khí trong cơ thể ông ta có cảm giác di chuyển không thông. Bán nguyên đan siêu phẩm, hơn nữa người lưu lại lá bùa này ít nhất cũng thuộc cảnh giới nguyên đan viên mãn ánh mắt giao thức đại thánh lộ ra vẻ tham lam. Quả nhiên là thứ tổ tiên núi yên tử để lại, cỗ khí tức này quá mạnh, nếu mình lĩnh ngộ được một chút nói không chừng sẽ có cơ hội được tiếp tục luyện nguyên đan, để đạt tới trình độ bán nguyên đan siêu phẩm. Trương Định An lộ ra vẻ vui mừng. Trương 1574 anh ta còn muốn tự tay báo thù cho thầy. Anh ta nắm chặt bùa chú, ngẩng đầu nhìn về phía giao thức đại thánh. Thấy kẻ này lộ ra bộ dạng tham lam, Trương Định An sắc mặt trầm xuống, nói, giao thức đại thánh, cho ông lá bùa này ông cũng không sử dụng được. Nếu ông ép tôi, thì cẩn thận tôi sử dụng bùa đấy. Đến lúc đó chỉ sợ ông cũng không tốt lắm đâu, ngoặc kép. Giao thức đại thánh ngẩn ra, một người tu hành cảnh giới nguyên đan siêu phẩm đạt đến cảnh giới viên mãn để lại bùa chúa. Nếu thứ này bộc phạt thì đúng là có khả năng sẽ đe dọa đến tính mạng của ông ta. Ngay lúc hai người rằng co, bỗng nhiên lại vang lên mấy tiếng bước chân một vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ đường tuấn long vương trương định an nhanh chóng nhận ra hai người trong đó đặc biệt ánh mắt anh ta nhìn đường tuấn mang theo hận ý cực kỳ mạnh trương định an nắm chặt bùa trong tay cố gắng kìm nén ý định dùng bùa giết chết đường tuấn cậu là đường tuấn giao thức đại thánh bỗng nhiên nở nụ cười nói đến đây mà hoàn toàn không tốn chút công phu nào trương định an lần này tôi tha cho cậu một mạng mang theo bùa của cậu rồi cút đi sao thức đại thánh lớn tiếng nói trương định an nghe vậy nét mặt mới có chút thả lỏng một chút anh ta cầm bùa chú trong tay bay về hướng lối ra khi đi ngang qua đám người đường đường trương định an nhẹ giọng nói hy vọng anh có thể sống sót ngoặc kép anh ta còn muốn tự tay báo thù cho thầy đáng tiếc trương an định cũng biết khả năng cho chuyện này rất nhỏ sao thức đại thánh là người nào là một cường giả nhất phẩm nguyên đan tu luyện đến mức viên mãn. Mà đường tuấn cùng lắm chỉ đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, mà loại nguyên đan này cũng chỉ cấp hạng tam đẳng. Lúc đối mặt với giao thức đại thánh có khi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nói xong câu đó, Trương Định An rời đi. Ra khỏi di tích, nhìn thấy bầu trời xanh biếc minh mông một lần nữa, Trương Định An thở phào nhẹ nhóm, thu bùa chú lại. Có cái bùa này, cơ hội để anh ta luyện lại nguyên đan có thể lớn hơn rất nhiều, tương lai có vô hạn khả năng. Con chim này mày còn không thả tao, đợi lát nữa ông nội tao đi ra, xem tao có giết chết mày hay không. Đúng lúc này, Trương Định An nghe được một thanh âm mang theo cơn giận dữ. Nhìn theo tiếng nói, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng một con dao long màu đen bị một con chim đẻ dưới mông. Thanh âm nổi giận chính là con dao long kia phát ra. Đây không phải là cháu trai của giao thức đại thánh giao đông thanh sao. Vậy, đó là khí tức của nguyên đan siêu phẩm khóe mắt Trương Định An giật giật, con chim này lá gan thật lớn, cư nhiên ngay cả cháu trai của giao thức đại thánh cũng dám cưỡi. Đang nghĩ có nên ra tay tương trợ hay không, lại nhìn thấy một viên nguyên đan quấn quanh phong lôi lơ lửng ở mi tâm của con chim kia, nhất thời anh ta bị khiếp sợ, không dám ra tay. Con chim này hóa ra là một người tu hành luyện ra nguyên đan siêu phẩm. Đây là phong lôi nguyên đan, dựa theo ghi chép, trong nguyên đan siêu phẩm xem như không tệ. Trương Định An thầm nghĩ trong lòng chương 1575, thần thông thật khủng bố. Đại Thánh, cậu ta không phải có ý này, không kịp săn dậy đường Tuấn, Long Đại Vương vội vàng giải thích. Bông, ông ta vừa nói xong, chỉ thấy giao thức Đại Thánh giơ tay lên một cái, một cỗ năng lực khổng lồ đánh mạnh vào người ông ta. Cả người Long Đại Vương va vào vách tường, máu tươi điên cuồng phun ra. Tôi mặc kệ cậu ta có phải ý tứ này hay không, hôm nay các người đều phải chết. Sao thức đại thánh điên cuồng giống lên. Hai tay ấn một cái, nguyên khí rồi rào đè xuống đường Tuấn, tựa như một ngọn núi nhỏ đè xuống. Dọc đường nó đi qua, liên tục phát ra từng hồi tiếng nổ. Sắc mặt Long đại vương trắng bệch, thân thể run rẩy. Một kích của cảnh giới nguyên đan siêu phẩm lại kinh khủng như vậy. Hừ, đường Tuấn nhìn cũng không thèm nhìn, xua tay chặn lại. Ngay sau đó, lập tức vân đạm phong khinh. Ngọn núi nguyên khí kia tức khắc tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện qua. Long đại vương trợn to hai mắt, một kích của giao thức đại thánh cứ như vậy bị hóa giải. Biểu tình giao thức đại thánh cũng ngưng trọng lên, trầm giọng nói còn có chút bản lĩnh. Thân hình ông ta vụt qua một cái. Một con dao long màu đen dài tới trăm thước chiếm giữ phần lớn không gian ở đây, một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc tràn ngập ra. Miệng dao long nói tiếng người, có thể ép tôi vận dụng thần thông, cậu cũng đủ kiêu ngạo rồi. Nói xong, thân hình giao thức đại thánh giải trăm thước bỗng nhiên đứng lên đi bình thường. Ở trong không gian, dần dần, nguyên khí vậy mà dựa theo quỹ đạo nào đó mà hội tụ lại, trong hư không truyền đến tiếng chuông nặng nề, một tòa nguyên khí hình dáng giống cái chuông chậm rãi hiện lên. Mà hai người đường tuấn và thủy dị vừa vặn ở chính giữa cái chuông. Hai người đường tuấn không hề phản ứng, giống như choáng váng. Chiêu thần thông này gọi là bàn long chuông, chỉ cần bị tôi bao ở trong chuông, kể cả là cường giả của cảnh giới nguyên đan siêu phẩm cũng chỉ có một con đường chết. Tiếng chuông vang lên, một tiếng phá thân thể, hai tiếng diệt tinh thần, ba tiếng linh hồn tiêu tán. Không biết người có thể chịu đựng được mấy tiếng. Sao thức đại thánh đắc y nói? Thần thông, một tiếng phá thân thể, hai tiếng diệt tinh thần, ba tiếng linh hồn tiêu tán. Long đại vương nghe vậy, trên mặt cho tàn một mảnh, lẩm bẩm nói, xong rồi. Sớm biết là như vậy thà rằng không mang cậu ta đến ngoạc kép. Đinh, tiếng chuông reo, rầm, vách tường ở bốn phía đều chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1576 tiếng chuông vẫn tiếp tục. Đường Tuấn cậu ấy, lòng đại vương vội vàng nhìn về phía trung tâm, nhất thời ngốc trệ. Bất luận là Đường Tuấn hay là tên thủy gì kia cư nhiên đều không có bất kỳ bộ dáng bị thương nào, ngay cả khí tức cũng không hỗn loạn được rồi không hổ là hậu thiên đạo thể thân thể cường hãn lại có thể ngăn trở tiếng chuông đầu tiên của tôi tuy nhiên cậu cũng chỉ có thể chống đỡ được một vài lần sao thức đại thánh cũng sửng sốt một chút đinh tiếng chuông lại vang lên lần công kích này là nhằm vào thức hải long đại vương cảm giác được thức hải tinh thần của mình tựa như muốn nứt ra nhưng ông ta không kịp kiểm tra bản thân ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đường tuấn chỉ thấy tiếng chuông chấn động không ngớt đường tuấn vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh kia không hề bị ảnh hưởng chút nào cái này long đại vương miệng khẽ há vẻ mặt như thấy quỷ hừ ra vẻ huyền ảo tôi không tin các cậu thật sự có thể chịu được tiếng chuông của tôi thanh âm phẫn nộ của giao thức đại thánh vang lên đinh 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 suốt lời tiếng chuông không ngừng vang lên dồn dập tựa như mưa rào a à, long đại vương căn bản không kịp suy nghĩ những thứ khác dưới sự công kích của tiếng chuông thân thể và thức hải tinh thần cơ hồ đều ở bên bờ vực tùy thời có thể sụp đổ. Ông ta cố nén đau đớn nhìn về phía đường Tuấn. Chỉ thấy đường Tuấn vẫn như cũ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, lông mày cũng không nhíu một chút. Tiếng chuông vẫn tiếp tục. Ẩm ý chết mất, đúng lúc này, đường Tuấn rốt cuộc nhíu mày một chút, bàn tay khẽ vỗ một cái. Bàn long chuông vây quanh hai người ảo ảo vỡ ra. Ngay cả Phật giáo thần thông cũng không bị được cư nhiên còn muốn vây khốn anh ấy. Thủy dị ở một bên lắc đầu, cười lạnh nói. Trong mắt Long Đại Vương chiêu bàn Long Chuông này của giao thức đại thánh vô cùng uy lực, nhưng trong mắt Đường Tuấn và Thủy dị lại chỉ giống như tiểu hài tử cầm dao đồ chơi, không có bất kỳ lực sát thương nào đáng nói. Bùm! Thân hình giao thức đại thánh cũng bị một trưởng đánh đến lung lay một chút, hóa thành hình người. Chỉ là lúc này sắc mặt vị giao thức đại thánh có chút tái nhợt, vừa rồi bàn Long Chuông vang lên hơn 10 lần, cho dù nguyên khí trong cơ thể ông ta dồi dào như biển cả cũng có chút tiêu hao không nổi. Điều làm cho ông ta càng khiếp sợ chính là dưới sự công kích của tiếng chuông này, đường tuấn giống như không có việc gì. Điều này là không thể, trong con người giao thức đại thánh tràn đầy vẻ không thể tin được. Nếu đổi lại là ông ta, dưới sự công kích dày đặc như thế của tiếng chuông thì kể cả bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Cũng đừng nói một trường đánh nát bàn long chuông của đường tuấn, phải biết rằng đây cũng không phải là vũ kỹ gì mà là thần thông chương 1577, không có lần sau. Cậu không phải là tam đẳng nguyên đan, sao thức đại thánh cắn răng nói. Khi nào tôi nói tôi là tam đẳng nguyên đan, đường tuấn nhịn không được cười cười. Trong lúc nói chuyện, một viên nguyên đan từ mi tâm đường tuấn chậm rãi hiện ra. Nguyên đan có màu trắng sữa, làm cho người ta có một loại cảm giác tròn trịa đầy đặn. Tam đẳng màu xám, giao thức đại thánh nhíu mày nói, nhưng bất chợt ông ta cảm ứng được nguyên đan trong mi tâm của mình chấn động, tựa như thập phần sợ hãi đối với nguyên đan trước mặt. Đây là áp chế của nguyên đan cấp cao đối với nguyên đan cấp thấp. Không chỉ có ông ta, ngay cả Long Đại Vương cũng có cảm thụ giống như vậy. Cái này phải từ nguyên đan nhất phẩm trở lên. Nguyên đan siêu phẩm, suốt cuộc giao thức đại thánh nghĩ đến khả năng nào đó, thanh âm khẽ run rẩy nói. Cho dù bán nguyên đan siêu phẩm cũng không có khả năng tạo cho ông ta loại áp lực này, chỉ có nguyên đan siêu phẩm mới có thể. Nguyên đan siêu phẩm, cậu ta ngưng tụ không phải tam đẳng nguyên đan, mà là nguyên đan siêu phẩm. Long Đại Vương lẩm bẩm nói, chợt trong mắt phát ra một đoàn tinh quang. Đường Tuấn cười cười, chạy trốn. Sau khi Đường Tuấn thể hiện nguyên đan siêu phẩm, giao thức đại thánh cũng biết mình đã không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Ngay cả bàn Long Chuông Thần Thông cũng chấn không chết tên này, giao thức đại thánh thật sự nghĩ không ra biện pháp khác. Hơn nữa việc liên tục sử dụng bàn long chuông khiến cho nguyên khí của ông ta tiêu hao rất nghiêm trọng, nếu kéo dài nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó một thân tu vi cũng hóa thành nước chảy. Họ đường, cậu đừng đắc ý, tôi sẽ tìm cậu lần nữa. Giao thức đại thánh buông xuống một câu tàn nhẫn, hóa thành một đạo bóng đen chạy trốn ra bên ngoài. Về phần bảo vật trong di tích cũng không thèm để ý tới. Mạng không còn, còn muốn bảo vật làm gì? Phù quang lược ảnh. Kỹ năng giao thức đại thánh sử dụng lúc này chính là thiên phú thần thông phù quang lược ảnh của giao long nhất tộc. Không có lần sau, đường tuấn lắc đầu, bàn tay khẽ đảo. Âm âm. một cô áp lực đáng sợ bỗng nhiên từ bốn phía đẻ ép vào hướng giao thức đại thánh, làm cho thân hình của ông ta dừng lại một chút, sau đó từ không trung rơi xuống. Chấn thiên địa, chương 1578, ánh mắt của ông cũng không tệ lắm. Dùng 500 năm thời gian, giao thức đại thánh mới có được hai loại thần thông. Một loại là thiên phú thần thông phù quang lược ảnh, một loại là thần thông bàn long chuông tự nghĩ ra, nhưng hiện tại hai loại thần thông đều bị đường tuấn phá vỡ. Tôi dùng 500 năm mới miễn cưỡng học được một dạng thần thông, cậu mới bao nhiêu tuổi. Chỉ sợ ngay cả 30 tuổi cũng chưa đến, cư nhiên lại có thần thông cường đại như vậy. Theo thời gian, việc cậu tiến vào cảnh giới Nguyên Anh đã như ván đóng thuyền. Trong lòng giao thức đại thánh có cảm giác giống như lật sông đảo hải sông cuộn biển ngầm. Đại thần thông giả, cảnh giới Nguyên Anh còn gọi là đại thần thông giả, nghĩa là muốn đạt được thành tựu Nguyên Anh, nhất định phải lĩnh ngộ thần thông. Lĩnh ngộ thần thông càng cao cấp, cảm mộ thiên địa đại đạo càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Mà Đường Tuấn đã có được một loại tư chất như vậy. Đường Tuấn, cái này, lòng đại vương hoảng sợ nhìn về phía Đường Tuấn, bất chấp thương thế trên người nguyên đan siêu phẩm, một trưởng đánh bại giao thức đại thánh. Đây mới là thực lực chân chính của cậu ta sao? Thần phục, hoặc là chết, Đường Tuấn nhìn xuống giao thức đại thánh, giọng điệu lạnh như băng nói. Đường Tuấn, giao long nhất tộc là một trong những yêu thú kiêu ngạo nhất, thà chết chứ không khuất phục, bọn họ sẽ không thần phục. Long đại vương thở dài. Ai biết ông ta vừa dứt lời đã nghe giao thức đại thánh nói, tôi nguyện ý thần phục. Đồng thời, ông ta mở rộng tinh thần, để Đường Tuấn lưu lại dấu ấn trong thức hải. Ừm, làm xong những thứ này, Đường Tuấn mới buông lỏng trấn áp giao thức đại thánh. "Chủ nhân, giao thức đại thánh đứng dậy, đứng ở phía sau Đường Tuấn, biểu tình thập phần cung kính." "Sau này gọi ông là giao thức đi." Đường Tuấn gật đầu. Cậu ta lại có thể thu phục giao thức đại thánh, đây là thật hay là giả vậy? Long Đại Vương còn chưa lấy lại tinh thần lại. Nhìn biểu tình của Long Đại Vương, Giao thức hừ lạnh một tiếng, nói cậu biết cái gì? Chủ nhân ở tuổi này có thể lĩnh ngộ ra thần thông lợi hại như vậy, thành tựu tương lai là vô hạn, trở thành đại thần thông giả chỉ là vấn đề thời gian. Giao lòng nhất tộc tôi cũng không phải không biết thần phục, mà là chỉ thần phục cường giả. Mà chủ nhân chính là cường giả như vậy. Ánh mắt của ông cũng không tệ lắm, Thủy dị nói. Giao thức khẽ nhíu mày, có chút không vui nhưng không có phát cáu. Ông ta chỉ là thần phục đường tuấn, cũng không phải muốn hạ thấp giọng với tất cả mọi người bên cạnh cậu ấy. Được rồi, xem có kho báu gì không? Ánh mắt đường Tuấn nhìn về phía không gian này. Chủ nhân, nơi này còn chưa phải là trung tâm của phi thuyền. Thủy dị nói. Nói xong, Thủy dị bước về phía trước một bước, chân khí cuốn thành một vòng. Âm âm, trên vách tường bỗng nhiên mở ra một đạo đại môn. Trường 1579 chẳng lẽ đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh sao? một cỗ nguyên khí nồng nặc tỏa ra, dù mọi người chỉ ngửi một chút cũng cảm thấy tinh thần đại chấn, tu vi tiến bộ một chút. Đây là khí thức của nguyên thạch, giao thức thất thanh nói. Mọi người nhìn vào bên trong đại môn thì chỉ thấy một đống nguyên thạch giống như thủy tinh trồng chất cùng một chỗ, tản mát ra nguyên khí vô cùng nồng đậm. Đường Tuấn thấy vậy, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt tỏa sáng. Đống nguyên thạch này chính là hy vọng đột phá của anh nguyên khí tinh thuần theo bách khiếu tiến vào trong cơ thể đường tuấn, tựa như sóng chiều không ngừng rửa sạch kinh mạch của anh, làm cho chân khí của anh không ngừng được mài rũa, đạt tới trình độ càng thêm hoàn mỹ. Lúc này, đường tuấn đang hấp thu nguyên khí trong một ngàn khối nguyên thạch. Tu vi của anh vốn đã đạt tới trình độ cảnh giới nguyên đan hoàn hảo, nhưng hiện tại lại có xu thế tiến thêm một bước. Ưng ừ ực, ừ, sao thức lặng lẽ nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn về phía đường tuấn. Lầm bẩm nói, khí thức trên người chủ nhân thật khủng bố, chẳng lẽ đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh sao? Thủy dị cảm ứng một chút, lắc đầu nói, còn chưa nhưng cậu ấy có thể tùy thời bước vào cảnh giới kia. Phòng chừng là muốn ngưng tụ Nguyên Anh cao cấp hơn. Nguyên Anh cao cấp, chẳng lẽ Nguyên Anh cũng phân cấp bậc giống Nguyên Đan sao? Sao thức hỏi, trình độ ông ta cũng là ở cảnh giới Nguyên Đan, đối với cảnh giới Nguyên Anh cũng có chỗ để lý giải, nhưng chưa bao giờ nghe tới Nguyên Anh còn phân cấp bậc. Long Đại Vương cũng nhìn lại, đối với cái này thập phần cảm thấy hứng thú. Lúc này thương thế của ông ta đã tốt hơn rất nhiều, không giống bộ dáng muốn chết lúc trước. Thủy Dị nói, cấp bậc phẩm cấp của nguyên anh so với nguyên đan đơn giản hơn rất nhiều, chuẩn xác mà nói nguyên anh chỉ có hai loại. Một loại là dựa vào nguyên khí bản thân phá đan thành anh, nhưng bởi vì người tu hành chân khí không thuần khiết sẽ là nguyên nhân khiến cho nguyên anh không thuần khiết, cho nên loại nguyên anh này khá yếu. Mà một loại khác là dung hợp thiên địa thần vật ngưng kết nên nguyên anh bản thân thiên địa thần vật chứa đựng đạo vận ảo diệu trong thiên địa, dung hợp thần vật sinh ra nguyên anh cũng sẽ mang theo loại đặc tính này, khiến cho thiên phú cùng tốc độ tu luyện của người tu luyện đều tăng cường rất nhiều. Ngoặc kép, tôi từng nghe người ta nói qua, có người tu hành dung hợp tinh thần chi tâm, ngưng luyện thành công tinh thần nguyên anh, giơ tay nhấc chân đều mang theo tinh thần lực, có thể tiến vào sâu trong thái dương tu luyện. Còn có người dung hợp vạn độc hoa, nguyên anh sau khi dung hợp đó chính là tai họa nguyên anh, người tu hành tai họa nguyên anh chỉ cần một hơi thở là có thể độc chết một tinh cầu. Ngoặc kép, Thủy Dị có chút hâm mộ nói. Địa vị của cậu ta ở tổ tinh cũng không cao, tất nhiên không chiếm được thiên địa thần vật, chỉ có thể dùng phương pháp thứ nhất là ngưng tụ nguyên anh. Đừng nói là cậu ta, cho dù là ở tổ tinh, người có tư cách dung hợp thiên địa thần vật ngưng tụ nguyên anh cũng không có mấy. Huống chi có một số thiên địa thần vật cấp bậc rất thấp, sau khi dung hợp nguyên anh cũng không lợi hại hơn phá đan thành anh bao nhiêu. Về phần hai loại thiên địa thần vật tinh thần chi tâm cùng vạn độc hoa này, trong tu hành đại tông thủy dị đều rất ít nghe qua. Thân thể hai người Long đại vương cùng giao thức chấn động. Tiến vào thái dương tu hành, một hơi thở độc chết một tinh cầu, năng lực khủng bố như vậy cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Khó trách cảnh giới Nguyên Anh được xưng là đại thần thông giả. Giao thức cảm khái. Chương 1580 đó chính là một đại thần thông giả. Ai, đáng tiếc nếu anh xuất thân từ tu hành đại tông, dùng thiên phú của anh nhất định có thể đạt được tài nguyên tốt nhất cùng thiên địa thần vật. Thủy dị lắc đầu, tựa hồ cảm thấy có chút tiếc hận cho Đương Tuấn. Cậu ta từng nghe người ta nói nếu so về thiên phú, đệ tử thiên tài của tu hành đại tông chỉ bằng một phần mười đường Tuấn. Long đại vương cùng giao thức cũng nghe ra ý tứ trong lời thủy dị. Đáng tiếc đường Tuấn xuất thân ở địa cầu, đừng nói thiên địa thần vật, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng thập phần khan hiếm. Đường Tuấn phỏng chừng chỉ có thể dựa vào con đường phá đan thành anh. Lúc mấy người nói chuyện, Đường Tuấn cũng đang trải qua một màn vô cùng kỳ lạ. Trong thức hải của anh bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân, đạo nhân dơ. Hai tay, sống lưng cao ngất, tựa như có thể chống đỡ cả tòa thiên địa. Mặt đạo nhân bị bao phủ trong một tầng sương mù, nhìn không rõ lắm. Khi trời đất được sinh ra, tôi lấy 99 đạo khí thức thiên địa chế tạo ra 99 chữ cổ, Đáng tiếc đại đạo lại thiếu, cuối cùng không thể hoàn chỉnh. Nếu cậu có được chữ cổ, đó chính là cơ duyên. Dung hợp chữ cổ, cậu có thể đạt được Nguyên Anh Đạo Thai. Thanh âm đạo nhân vang lên trong đầu Đường Tuấn, thanh âm giống như cộng hưởng, khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Nguyên Anh Đạo Thai. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Từ tên có thể biết chắc chắn loại Nguyên Anh này cấp bậc không thấp. Đáng tiếc ngay cả ông ấy cũng đã nói là thiếu đại đạo. Đường Tuấn thở dài, Hiện tại chỉ cần ý niệm trong đầu anh vừa động, ngay lập tức có thể đạt được nguyên anh đạo thai. Nhưng suy nghĩ một lúc, Đường Tuấn lại lựa chọn bỏ qua. Đạo, có lẽ chính bản thân tự đi tìm là thích hợp nhất. Giờ khắc này, trong lòng Đường Tuấn bỗng nhiên có loại cảm giác hiểu rõ. Giống như cảm giác được quyết định của Đường Tuấn, thân hình đạo nhân trong thức hải dần dần tiêu tán. Đường Tuấn không chú ý tới, khóe miệng đạo nhân khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ khí tức khốc của Đường Tuấn đã đạt tới đỉnh phong, tựa hồ tùy thời có thể đột phá tầng màng mỏng của cảnh giới Nguyên Anh và cảnh giới Nguyên Đan. Đột nhiên hơi thở của anh giảm mạnh, sau đó trở về sự im lặng. Cậu ta đột phá sao? Long Đại Vương nhịn không được hỏi. Nếu như đột phá, đó chính là một đại thần thông giả. Thủy dị nhíu nhíu mày, nói, hình như thất bại. Chỉ là không có khả năng thất bại nha, anh ấy ở trong nguyên khí chi nhãn một năm, tích tụ vô cùng thâm hậu, theo lý thuyết đột phá hẳn là nước chảy thành sông, không có bất kỳ khó khăn gì đối với anh ấy chứ. Tuy rằng không tin được nhưng Đường Tuấn lúc này đúng thật không đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Có lẽ thiên phú của anh ấy không xuất chúng như tôi tưởng tượng. Thủy dị thở dài. Trường 1581, công nghệ xếp không gian. Nhìn thoáng qua đống nguyên thạch kia, một ngàn khối nguyên thạch lúc trước giờ chỉ còn lại hơn 700 khối. Đường Tuấn nhướng mày, thầm nghĩ tu luyện một lần dùng hơn 200 khối nguyên thạch. Vậy hơn 700 khối nguyên thạch này có đủ dùng không? Ngoặc kép, anh có thể tưởng tượng được nguyên khí mình cần đột phá còn khá lớn, hơn 700 khối nguyên thạch có đủ hay không vẫn là một ẩn số. Quên đi, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, nếu như không đủ lại nghĩ biện pháp khác vậy. Lắc lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa. Chủ nhân, đây là bảo vật tôi đặt ở trong tinh không phi thuyền. Lúc này, Thủy dị đưa cho Đường Tuấn một chiếc nhẫn. Tôi cất giữ toàn bộ trong chiếc nhẫn không gian này. ngoặc kép nhẫn không gian. Đường Tuấn nhận lấy, đánh giá nhẫn trong tay. Ngoại hình của chiếc nhẫn không khác những chiếc nhẫn khác, thoạt nhìn có chút năm tháng làm cho người ta có một loại cảm giác cổ xưa. Nhưng khi Đường Tuấn chạm tới chiếc nhẫn, tinh thần lực trong thức hải chấn động một chút. Lực lượng không gian. Lúc trước ở phương tây, Đường Tuấn cũng từng gặp qua cỗ lực lượng này trên người ít, bởi vậy cũng không xa lạ tinh thần lực kéo dài, tiến vào trong nhẫn. Trong thức hải của anh bỗng nhiên xuất hiện một không gian hơn 10 mét khối, khi đường Tuấn đem tinh thần lực đóng dấu ở trên đó, anh có thể cảm giác được mình có quyền khống chế hoàn toàn không gian này. Tâm niệm vừa động, hơn 700 khối nguyên thạch trên mặt đất đã bị anh thu vào. Nhẫn không gian, công nghệ không gian lại thực sự tồn tại, Long Đại Vương bỗng nhiên thất thanh nói. Nhìn thấy biểu tình của Long Đại Vương, đường Tuấn nhìn qua, chuyện gì xảy ra vậy? Ngoặc kép, Long Đại Vương há miệng, từ từ nói, chỉ nửa năm trước, nước Mỹ và một số quốc gia châu Âu lần lượt công bố nghiên cứu về công nghệ xếp không gian, đặc biệt là nước Mỹ đã đạt được tiến bộ không nhỏ. Nguyên bản tôi còn tưởng rằng chỉ là bịa đặt ra, hiện tại xem ra hẳn là thật. Ngoặc kép, công nghệ xếp không gian. Đường Tuấn trầm ngâm một lát, chẳng lẽ nước Mỹ và châu Âu cũng chiếm được bảo vật ngoại vực. Với mức độ phát triển khoa học hiện tại của trái đất hiện nay còn không thể chạm vào trình độ của công nghệ không gian, vài ngày nữa một phái đoàn khoa học châu Âu sẽ đến Trung Quốc để trao đổi, nếu cậu cảm thấy hứng thú tôi có thể để người đưa cậu qua. Long Đại Vương nói, được, Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Có lẽ anh có thể tìm thấy một cái gì đó hữu ích từ nghiên cứu và phát triển châu Âu. Nếu đã lấy hết bảo vật, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi. Đường Tuấn rũi thắt lưng, đi ra ngoài. chương 1582, Đường Tuấn, sao anh còn sống? Ngoặc kép, bên ngoài di tích, Ngân Thiên vẫn đang đè lên dao đông thanh. Con chim lớn này khoanh hai cánh lại, bộ dáng thập phần đắc ý. Tuy rằng dao đông thanh một mực giấy ruộng nhưng dưới sự chấn áp của nguyên đan siêu phẩm Ngân Thiên, một thân tu vi của dao đông thanh ngay cả một nửa cũng không khai triển được, chỉ có thể không ngừng dùng ông nội giao thức đại thánh của mình uy hiếp đối phương. Con chim thối, chờ ông nội tao đi ra, tao sẽ để cho ông nội lột ra bóc xương mày, hầm canh uống. Giao đông thanh mắng. Ba, Ngân Thiên dùng một cánh đánh vào miệng Giao Đông Thanh. Giao Đông Thanh mắng càng dữ dội, tao nói cho mày biết một sự thật, lần này đặc sứ Ấn Độ Sa Mai đã bỏ ra một số tiền lớn để ông nội tao ra tay giết chết chủ nhân của mày, ông nội tao đã đáp ứng. Chủ nhân mày dám tiến vào bên trong di tích, chỉ có một con đường chết thôi. Ngoặc kép, bùm. Đúng lúc này, một bóng người từ trên không trung bỗng nhiên rơi xuống đảo Phú Quốc. Đó là một cô gái thoạt nhìn chưa tới 20 tuổi, Bộ dáng vô cùng thanh tú mỹ lệ, chỉ là sắc mặt cô ta lúc này cực kỳ tái nhợt, trên hai má còn có mấy vết thương, toàn thân cũng có vài vết thương không ngừng chảy máu. Người này chính là Hoa Tiểu Nam. "Cô Hoa, cho dù cô trốn đến di tích biển Đông thì có ích lợi gì chứ?" Đồng thời, hai đạo thân ảnh từ trên không trung hạ xuống, chiều thức nhìn Hoa Tiểu Nam. Chính là nhẫn thuật đại sư Sato Hida cùng Khương Mạch Dũng. Hoa Tiểu Nam cắn răng chống đỡ. Một đường chạy trốn tới đây, nguyên khí trong cơ thể cô đã tiêu hao đến gần như không còn một mảnh. "Đường đại ca, anh có ở chỗ này không?" Hoa Tiểu Nam nhìn ra lối ra của di tích. Khương Mạch Dũng cười nói, "Không cần nhìn, cho dù Hậu Thiên Đạo thể thật sự ở chỗ này thì chỉ sợ lúc này cũng đã trở thành một cỗ thi thể." Trong đôi mắt thanh tú xẹt qua vài tiêu oán hật, nói tiếp, "Đặc sứ nước tôi đã liên thủ cùng Ấn Độ mời giao thức đại thánh ra tay giết chết Hậu Thiên Đạo thể." cô nghĩ anh ta có còn đường sống không ngoặc kép phải không đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền ra từ trong lối ra di tích đồng thời còn có một hồi tiếng bước chân rất nhỏ rất nhanh mấy bóng người đi ra khỏi cửa động nhìn thấy người đi đầu sắc mặt khương mạch dũng thay đổi nói đường tuấn sao anh còn sống ngoặc kép giao thức đại thánh ông đã thu lợi từ chỗ chúng tôi còn không mau ra tay giết đường tuấn cho tôi khi nhìn thấy giao thức đại thánh phía sau đường Tuấn, Khương Mạch Dũng quát. chương 1583, giao thức đại thánh, còn không mau động thủ. Satohida bắn võ sĩ đao trong tay một chút, cười nói, nếu giao thức đại thánh không muốn ra tay, ngược lại tôi có thể thay ông động thủ, chẳng qua đến lúc đó lợi ích phải ghi một nửa cho tôi. Ngoặc kép, ông nội, ông mau giết đường Tuấn, cậu ta lại dám để con chim này cưỡi trên người cháu, đây quả thực là không thể nhịn được. Giao đông thanh cũng giống lên. Bốp bốp bốp. Giao đông thanh vừa hét xong, Ngân Thiên lại đập cánh đánh vào miệng cậu ta. Mấy cái đánh này rất nặng, Giang giao đông thanh cũng dụng mấy cái. Ông nội, giao đông thanh khóc lóc nói. Tôi không có cháu trai như cháu. Sắc mặt giao thức đại thánh biến đổi. Chợt, ông ta khom lưng xuống với đường Tuấn, nói chủ nhân, hai người này xử trí như thế nào. Ngoặc kép, sứt lời, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh ông nội, ông nói cái gì vậy? Giao thức đại thánh, trò đùa này không buồn cười chút nào. Giao thức đại thánh, còn không mau động thủ. Giao thức giống như không nghe được, vẫn khom lưng, ngay cả động cũng không dám động một chút. Đều giết đi, đường tuấn khoát tay áo, ánh mắt lạnh như băng. Vâng, giao thức đại thánh nghe lời. Nói xong, một cỗ sát khí thô bạo bao phủ khương mạch dũng cùng Sato Hida. Cỗ sát khí này vô cùng chân thật, làn da hai người nổi lên từng đoạn da gà. Sao thức đại thánh, ông muốn làm cái gì? Sắc mặt Sato Hida cùng Khương Mạch Dũng kịch biến, đồng thời kịch liệt nhấc lên khí thức toàn thân. Giết, sao thức đại thánh lạnh lùng nhìn lướt qua hai người một cái. Thân hình ông ta nhoáng lên một cái, hóa thành một con dao long màu đen trăm thước. Cái đuôi vung lên quét về phía Khương Mạch Dũng cùng Sato Hida. Sato Hida phản ứng nhanh hơn một chút, kịp tránh đi. Nhưng Khương Mạch Dũng thì không có may mắn như vậy, tu vi của anh ta vốn là yếu hơn rất nhiều so với Giao Thức Đại Thánh, lúc này Giao Thức Đại Thánh lại toàn lực xuất thủ. Bùm, cả người Khương Mạch Dũng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Con giao long này rốt cuộc phát điên cái gì vậy? Nhanh chóng chạy thôi, chỉ cần chạy trốn trở về Nhật Bản, mình sẽ an toàn. Sato Hida sắc mặt âm trầm, chuẩn bị chạy trốn. Chương 1584 lại là một viên nguyên đan siêu phẩm trên bảng xếp hạng trí cường giả, tuy rằng anh ta cùng giao thức đại thánh một người thứ hai một người thứ nhất, chỉ cách một hạng nhưng thực lực của hai người chênh lệch cũng không quá 10 lần. 3. Trong đầu Sato Hida vừa mới nảy ra một ý niệm như vậy, đuôi giao thức lại vỗ tới một cái. Cả người Sato Hida bị bắn xuống biển, máu tươi nhuộm đỏ một mảng nhỏ trên biển. Lúc này giao thức đại thánh mới dừng tay. Đường Tuấn đỡ hoa tiểu nam lên, truyền chân khí ôn nhuận vào. Mãi đến khi sắc mặt Hoa Tiểu Nam tốt hơn rất nhiều, Đường Tuấn mới thu tay lại. Đường đại ca, Hoa Tiểu Nam nhìn Đường Tuấn, giọng nói nghẹn ngào. An ủi Hoa Tiểu Nam vài câu, Đường Tuấn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa lộ ra sát ý nghiêm túc. Chủ nhân, đã giết hai người bọn họ rồi. Sao thức đại thánh cung kính nói? Người nhẫn thuật kia còn chưa chết, vừa rồi cậu ta mượn sức mạnh của ông thi triển độn thuật chạy trốn. Đường Tuấn nói. Nhẫn thuật của Sato Hida có thể lừa gạt giao thức đại thánh, nhưng không thể gạt được anh. Vậy, vậy thì làm sao bây giờ? Sato Hida là bậc thầy nhẫn thuật của Nhật Bản, địa vị được tôn trọng. Hơn nữa Nhật Bản không giống với Ấn Độ, thực lực kinh tế của Nhật Bản so với Ấn Độ lớn mạnh hơn mấy lần. Một khi Sato Hida bay về Nhật Bản, căn bản là không có biện pháp xuống tay với cậu ta. Giao thức đại thánh rít lên. Tuy rằng giao thức được xưng là có thực lực một người địch một quốc, nhưng loại quốc gia đấy cũng không phải là một cường quốc như Nhật Bản chứ. Chỉ với một người làm sao có thể địch lại lực lượng một nước đây? Ông canh giữ bọn họ, tôi đi giết người. Đường Tuấn dặn dò vài câu. Giao thức đại thánh vội vàng đáp ứng. Thân hình đường Tuấn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng Nhật Bản. Nếu chủ nhân đã nhận ông nội cậu làm thú sủng vậy về sau chính là người một nhà rồi, không làm khó cậu nữa. Lúc này Ngân Thiên mới thôi tiếp tục đè giao đông thanh. Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu. Vẻ mặt sao đông thanh bi phẫn, cơ hồ muốn khóc ra. Sao thức đại thánh hử lạnh một tiếng, vừa định giáo huấn ngân thiên một chút. Nhưng chợt nhìn thấy viên nguyên đan siêu phẩm trước người ngân thiên, khóe mắt nhảy dựng lên, dĩ nhiên không ra tay. Lại là một viên nguyên đan siêu phẩm, cậu ta rốt cuộc là người gì vậy? Sao thức đại thánh khiếp sợ nghĩ thầm trong lòng. Ông ta hao hết thiên tân vạn khổ cũng không ngưng tụ được một viên nguyên đan siêu phẩm vậy mà bây giờ lại nhìn thấy tận hai người, một người còn là thú sủng của Đường Tuấn. Nhìn thấy giao thức đại thánh không ra tay, Ngân Thiên cười ha ha, nói, nếu tất cả mọi người đều là thú sủng của chủ nhân vậy thì phải phân ra trước sau. Tuy rằng thực lực ông cao hơn tôi nhưng tôi trở thành thú sủng của chủ nhân trước, cho nên sau này tôi chính là đại ca của ông. Ngoặc kép, chương 1585, Nhật Bản tôi cũng sẽ phối hợp với các anh. Khi đường Tuấn bay tới Nhật Bản, Sato Hida cũng liên lạc với Samai và Kim Minh Nhật. Đường Tuấn suy đoán không sai, anh ta đúng thật là dựa vào độn thuật để chạy trốn. Làm nhẫn thuật đại sư xếp thứ hai trên bảng xếp hạng châu Á, tinh thông các loại nhẫn thuật, cho dù là giao thức đại thánh muốn giết anh ta cũng không dễ dàng. Mẹ kiếp, nếu sớm biết đạo thể đã liên thủ cùng giao thức đại thánh, tôi làm sao có thể rời khỏi Nhật Bản, hợp tác cùng nữ nhân ngu xuẩn Khương Mạch Dũng kia chứ? Ngoặc kép, Sato Hida hung hăng mắng một câu. "Sao Thức Đại Thánh làm sao có thể liên thủ cùng cậu ta? Không phải ông ta đã hứa điều kiện với chúng ta sao?" Kim Minh Nhật và Sa Mai tỏ ra khó hiểu. Trên khuôn mặt tái nhợt của Sato Hida có thêm một tia dữ tợn, nói, "Làm sao tôi biết được? Sao Thức Đại Thánh thế mà lại gọi cậu ta là chủ nhân, hơn nữa một kích là có thể giết chết Khương Mạch Dũng, nếu không phải tôi dùng nhẫn thuật chạy trốn thì cũng phải chết ở nơi đó." Ngoặc kép Khương Mạch Dũng chết rồi sao? Kim Minh Nhật sửng sốt một chút, sắc mặt âm trầm vô cùng. Sau khi Liễu Mộc Thanh chết, Khương Mạch Dũng cũng chết. Giới võ đạo Hàn Quốc phải nghỉ ngơi dưỡng sinh ít nhất 10 năm mới có thể bình tĩnh lại. Trong mắt Sa Mai lộ ra vẻ chiêu tức, Khương Mạch Dũng vừa chết tương đương với giới võ đạo trong tương lai thiếu một đối thủ mạnh. Nhưng biểu cảm này đã được Sa Mai che giấu rất tốt và không thể hiện ra. Dù sao hiện tại bọn họ vẫn là trạng thái liên minh chủ nhân, anh vừa nói giao thức đại thánh xưng hô với đạo thể là chủ nhân. Chẳng lẽ giao thức đại thánh nhận cậu ta làm chủ, nhưng điều này không có khả năng nha, giao long nhất tộc có được huyết mạch của long, là sinh vật vô cùng kiêu ngạo, làm sao có thể nhận một nhân loại làm chủ. Đè nén ý niệm trong lòng, Sa Mai cao mày hỏi. Điều ấy đương nhiên tôi biết, có lẽ cậu ta dùng thủ đoạn gì đó uy hiếp giao thức đại thánh đi. Lúc tôi đến di tích biển đông thì đúng lúc thấy giao đông thanh đang bị người nào đó chân áp, có thể là bởi vì nguyên nhân này đi. Hida suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ tới một màn dao đông thanh bị chân áp. Sa Mai gật gật đầu, nói hẳn là như vậy. Giao Đông Thanh là cháu trai của Giao Thức Đại Thánh, nghe nói thiên phú rất tốt, được Giao Thức Đại Thánh kỳ vọng rất lớn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Giao Thức Đại Thánh kiêng kỵ. ngoặc kép nhưng điều đó cũng nói lên một vấn đề, thực lực của đạo thể hẳn là không được tốt lắm bằng không cậu ta sẽ tự mình xuất thủ mà không cần để cho giao thức đại thánh ra tay. Trong mắt Satohida lóe ra sát ý, lạnh lùng nói, một người tu hành yếu đuối, lần sau nếu để tôi gặp được, chắc chắn sẽ giết cậu ta. Được rồi, tuy rằng có chút vô sỉ nhưng cũng tính là một loại thủ đoạn. Samai cười lạnh nói, nhưng lần này cậu ta dám giết Hamrama và Liễu Mộc Thanh thì phải trả giá đắt. Hai nước chúng ta tiếp tục gây áp lực lên Việt Nam để cho bọn họ giao ra đạo thể đến lúc đó cho dù có giao thức đại thánh làm chỗ dựa cho cậu ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì. ngoặc kép. Sato Hida gật đầu. Hai nước liên thủ, kể cả loại người tu hành một người địch một nước như giao thức đại thánh cũng phải cúi đầu. Nhật Bản tôi cũng sẽ phối hợp với các anh. Sato Hida. Ngài Sato Hida, anh trở lại Nhật Bản sao? Sa Mai hỏi. Chỉ cần trở lại Nhật Bản, giao thức đại thánh cũng không dám ra tay với anh. ngoặc kép. Sato Hida gật đầu nói, đúng vậy, ngoặc kép. Trong mắt anh ta mang theo vẻ ngạo mạn, nói, nếu Giao thức đại thánh dám tiến vào Nhật Bản, tôi cam đoan sẽ biến ông ta thành một con rắn chết. Một người địch một quốc gia, trong mắt tôi cũng chỉ là một trò đùa. Người tu hành cường đại hơn nữa thì cũng làm sao có thể địch lại được một quốc gia đây. Ngoặc kép. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1586 tôi giết cậu như giết chó, cần gì phải xem tình huống. Sa Mai và Kim Minh Nhật gật đầu. Kết thúc cuộc gọi, biểu tình Sato Hida thả lỏng không ít, cả người tựa vào ghế sofa, hít mắt, vận hành nguyên khí tiến hành chữa thương. Đây là đạo tràng của anh ta và là nơi anh ta cảm thấy an toàn nhất. Là nhẫn thuật đại sư số một Nhật Bản, dưới Sato Hida có mấy trăm đệ tử, chỉ riêng cảnh giới thần hải đã có 5-60 người. Cỗ lực lượng này tuy rằng kém hơn quân đội, nhưng cũng không thể khinh thường. Vù vù đột nhiên một cơn gió thổi lên. rèm cửa sổ lay động một chút, một bóng người xuất hiện ở giữa đại sảnh. Một cỗ cảm giác nguy hiểm đến cực điểm bao phủ Sato Hida, anh ta mạnh mẽ đứng lên, nhìn về phía bóng người kia, đao võ sĩ đã ra khỏi vỏ, người nào? Ngoặc kép, là cậu sao? Sau khi thấy rõ bộ dáng người nọ phía sau rèm, Sato Hida sửng sốt, chợt cười ha ha cậu tới chịu chết sao? Ngoặc kép, người trước mắt không phải ai khác chính là Đường Tuấn mà anh ta gặp không lâu trước đó trong di tích biển Đông. Satohida vốn còn có chút bối rối, dù sao có người lặng yên không một tiếng động xông vào đạo tràng của mình, nếu đối phương nếu muốn làm gì, ngay cả phòng bị anh ta cũng không kịp. Nhưng sau khi nhận ra là Đường Tuấn, Satohida nhất thời bình tĩnh lại, khôi phục khí thế khống chế tất cả, chắp tay sau lưng, cậu có biết nơi này là nơi nào không? ngoặc kép tôi không cần biết, tôi tới để giết anh đường tuấn lắc đầu hừ tên gia hỏa cuồng vọng vô tri cậu cho rằng mình dùng thủ đoạn uy hiếp con dao long giao thức đại thánh kia là tôi sẽ sợ cậu sao nơi này là đạo tràng của tôi bên ngoài đều là đệ tử của tôi hôm nay cậu đã tới rồi thì cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi đây ngoặc kép satohida vừa dứt lời bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân rồn rập sau đó mười mấy người nhanh chóng đi vào đại sảnh bảo vệ satohida đao võ sĩ rút khỏi vỏ chĩa thẳng đường tuấn mười mấy người này đều là tu vi cực cảnh, là đám người có thực lực cao nhất trong số các đệ tử của Sato Hida. Muốn nhân lúc tôi bị thương mà giết tôi, cậu giết được sao? Sato Hida khinh bỉ nhìn đường Tuấn, châm chọc nói, cho dù là giao thức đại thánh cũng không dám tới Nhật Bản động thủ giết tôi thế nhưng cậu lại dám đến, quả nhiên là ngu xuẩn. Có mười mấy đệ tử tu vi cực cảnh thủ hộ, đối phương cũng chỉ là một tên tam đẳng nguyên đan, Sato Hida một chút cũng không sợ. Ha ha! tôi giết cậu như giết chó, cần gì phải xem tình huống. Sắc mặt đường Tuấn bình tĩnh, giống như đang nói một câu chuyện đương nhiên. Hừ, tên kiêu ngạo, các cậu cùng lên và giết cậu ta cho tôi. Ngoặc kép, Sato Hida quay người, lười nhìn lại. Mười mấy đệ tử cực cảnh vây đánh, lại chiếm giữ vị trí tốt, cho dù không giết chết đường Tuấn nhưng ít nhất cũng có thể trọng thương cậu ta. Hơn nữa bên ngoài anh ta còn có đến một hai trăm đệ tử, chỉ cần đường Tuấn không lùi, nhiều người như vậy đều có thể ngược chết đối phương. Hơn nữa vừa rồi anh ta đã âm thầm phát tin tức cho giới võ đạo Nhật Bản. Cho dù Đường Tuấn thoát khỏi chỗ anh ta thì cũng không thoát khỏi Nhật Bản. Việt Nam sẽ không còn danh nghĩa đạo thể nữa. Tâm trạng Sato Hida vui vẻ, Siết đạo thể, danh tiếng của anh ta chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh cao. Chương 1587 một trường vừa rồi của cậu không đánh chúng tôi. Nay, sao các cậu không động thủ? Sato Hida sững sốt một chút, anh ta ra mệnh lệnh đã qua 5, 6 giây, như thế nào các đệ tử của mình còn chưa động thủ. Trong lòng nghi hoặc, Sato Hida quay lại nhìn, đúng lúc thấy được một màn làm cả người anh ta run rẩy. Đường Tuấn khoát tay, mười mấy đệ tử tu vi cực cảnh của anh ta giống như lúa bị cắt đồng loạt đổ xuống, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập. Làm sao có thể? Sato Hida liên tục lùi lại vài bước mới chỉ qua mấy giây, cậu ta giết tới mười mấy người tu hành cực cảnh. Hơn nữa chỉ là một cái xua tay, kể cả là thời kỳ hưng thịnh nhất Sato Hida cũng không có loại thực lực này. Tôi nói rồi, giết anh như đi giết gà. Thanh âm đường Tuấn vang lên bên tai Sato Hida. Tôi không muốn chết, trong nháy mắt Sato Hida thu liếm tâm trạng, đánh ra song trường, đồng thời thân hình lui về phía sau. Anh ta muốn chạy trốn, chỉ cần chạy ra ngoài là anh ta có hy vọng sống sót ánh mắt đường tuấn lạnh như băng, từ xa vỗ nhẹ về phía anh ta. Bùm! Thân hình Hida từ đại sảnh bay ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, một trưởng vừa rồi của cậu không đánh chúng tôi, ha ha ha. Vừa nghĩ như vậy, Sato Hida liền cảm giác được thân thể mình bắt đầu có sự thay đổi khác thường. Một luồng lực lượng cuồn cuộn tựa như núi lửa phun trào từ trong cơ thể anh ta. Bên ngoài đại sảnh là một đạo tràng cô cùng lớn, gần 200 đệ tử của Sato Hida đang tu hành ở đó, bọn họ nghe được tiếng động liền vội vàng ngẩng đầu, sau đó thấy được một cảnh tượng khiến cho bọn họ vĩnh viễn cũng không quên được. Bùm bùm bùm, người thầy mà bọn họ tôn kính nhất, thầy Sato Hida mà bọn họ vẫn luôn ngưỡng vọng như một vị thần lại nổ tung như pháo hoa, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn, thứ động lại duy nhất chỉ có một đống máu tươi tung tóe mà thôi. S.S.S.S.S. -s 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 -s. Gần 200 người đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng sợ. Lộp cộp, giữa sự im lặng ấy lại có một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài hội trường. Anh ta là hậu thiên đạo thể của Việt Nam, chính anh ta đã giết chết thầy. Mọi người hãy cùng sông lên báo thù cho thầy Sato, không biết là ai trong đám người đã hét lên như vậy. Nỗi sợ hãi tạm thời bị dằn xuống và được thay thế bằng sự sục sôi cùng nỗi tức giận. Sato Hida không chỉ là thầy của họ, mà còn là vị thần của Nhật Bản là niềm tự hào của Nhật Bản. Họ phải trả thù. Âm âm. 200 người đồng lòng thúc giục chân nguyên là cảnh tượng như thế nào? chương 1588 tôi cho các người cơ hội được báo thù. Đường Tuấn thầm thở dài trong lòng. Phân chia âm dương. Anh đọc thầm trong lòng. Sau đó, ngón tay của anh rạch thẳng từ đỉnh đầu xuống, phảng phất như xé toạc bầu trời. Một luồng khí tức vô cùng sắc bén từ đầu ngón tay anh lóe ra, kéo dài về đằng trước cả trăm thước một vết nứt dài trăm mét bắt đầu từ dưới chân đường Tuấn mạnh mẽ xuyên qua hơn 200 đệ tử Nhật Bản. Vết nứt đi đến đâu đều khiến những đệ tử Nhật Bản đụng phải nó về chầu nhà ma. Ít nhất 30-40 người đã chết bởi đòn đánh này. Nếu như nói cảnh tượng cả 200 người thúc giục chân nguyên vừa rồi như đang có động đất, vậy một chiêu duy nhất của đường Tuấn chính là xé rách cả đất trời. Phù phù phù. Rất nhiều đệ tử trong đạo tràng đồng loạt ngã xuống đất thậm chí còn đến mức không tự chủ nổi sinh lý gây ra một thứ mùi vô cùng khó ngửi. đòn đánh duy nhất của Đường Tuấn đã phá vỡ hết thảy dũng khí và nhiệt huyết của bọn họ. đây là tranh lệch của người có thực lực tối cao, hoàn toàn không thể dùng nhân số để áp đảo lại được. trước ánh mắt khiếp sợ của cả đám đệ tử trong đạo tràng, Đường Tuấn lại ung dung ngồi xuống, anh liếc ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người. tôi cho các người cơ hội được báo thù. tôi sẽ ở đây ba ngày và chấp nhận bất kỳ thách thức nào của đất nước Nhật Bản. Anh vừa dứt lời, đám đệ tử đứng bên dưới đạo tràng nghe xong những lời này trong mắt lập tức tràn ngập lửa giận, trong mặt bọn họ như thể chỉ muốn xé xác anh ra làm nghìn mảnh. Trước có Liễu Mục Thanh một mình khiêu chiến giới võ đạo Việt Nam, hôm nay lại đến lượt Đường Tuấn nói sẽ đứng ra khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản. Như vậy chẳng khác nào dùng sức một mình anh mà dẫm nát thể diện của toàn bộ giới võ đạo Nhật Bản xuống dưới chân cả. Bất cứ người con Nhật Bản nào cũng sẽ không cho phép anh làm như vậy. Đạo thể các hạ anh chắc chắn muốn làm như vậy sao mặc dù thầy sato là người tu hành duy nhất của nhật bản có thể leo lên bảng xếp hạng trí cường nhưng thầy ấy cũng chưa phải là mạnh nhất của nhật bản chúng tôi một người tiến lên phía trước ánh mắt anh ta bình tĩnh nhìn về phía đường tuấn đúng vậy nên các cậu hãy thả tin tức này ra ngoài đi đường tuấn không chút do so dự anh ta rất tức giận đã lâu lắm rồi bản thân không bày ra thực lực nên lại có kẻ dám ra tay với hoa tiểu nam anh ta muốn nhân cơ hội này để cảnh cáo những người đó luôn. Chẳng qua chỉ lấu sức một người chống lại một quốc gia mà thôi. Cứ chống mắt lên mà coi. Võ đường Tanabe của Nhật Bản là một trong những nơi luyện võ lớn nhất Nhật Bản. Chủ nhân của nơi đây là Tanabe Yaro, hiện giờ đã gần 90 tuổi, tu vi sâu của ông ta thâm sâu vô cùng. Có người từng nói trước khi thiên địa đại biến ông ta cũng đã đột phá cảnh giới nguyên đan, cũng có người nói ông ta từng chỉ dạy võ thuật cho Sato Hida là người thầy có ân truyền đạo. Tanabe Yaro từ 20 năm trước đã không ra tay nữa nên không ai biết thực lực cụ thể của ông ta ra sao, cũng vì vậy mà không được xếp vào bảng xếp hạng trí cường của châu Á. Nhưng chỉ xét về danh vọng thì Tanabe Yaro còn nổi tiếng hơn cả Sato Hida. Trường 1589 cậu ta thoát rồi ư. Yên chỗ Sato Hida vừa truyền tin đến, hậu thiên đạo thể đường tuấn của Việt Nam đã đi tới Nhật Bản, đang đánh nhau với anh ta. Anh ta sợ đối phương chạy trốn, muốn nhờ thầy kêu gọi giới võ đạo Nhật Bản tiến hành bao vây đường tuấn. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi quỳ xuống và cung kính thưa với ông già trước mặt mình. Ô, xem ra bọn họ chưa kịp giết đối phương ở biển Đông à Ông lão trước mặt người đàn ông vừa rồi có khuôn mặt tiều tụy, làn da trên mặt giống như da gà với vô số nếp nhăn, thân thể hơi gầy, như thể ông ta có thể tắt thở bất cứ lúc nào vậy. Vâng, nghe nói là bởi vì giao thức đại thánh ạ. À không biết con dao long này nghĩ cái gì mà lại trợ giúp hậu thiên đạo thể đi giết Khương Mạch Dũng, còn khiến Sato Hida trọng thương nữa. Người đàn ông giải thích. Dao thức đại thánh, sâu trong mắt ông lão bỗng nhiên lóe lên một tia sang lạnh lùng, xem ra cậu ta được xếp ở vị trí số một trong bảng xếp hạng trí cường đã làm cho cậu ta lầm tưởng quá rồi đấy. Một luồng khí thế khó có thể danh trạng từ trên người ông lão mơ hồ bộc phát ra. Cơ thể người đàn ông run lên, vội cúi người xuống. Thực lực và địa vị của ông ta ở Nhật Bản đã rất cao rồi, nhưng ở trước mặt ông lão vẫn chỉ giống như một đứa trẻ phải nghe người lớn mắng nhiếc. Được rồi, chờ giết được tên đạo thể lại xử lý chuyện bàn giao sau. Một tên đạo thể đến từ Việt Nam cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của giới võ đạo Nhật Bản ư, nếu cậu ta dám đến thì đừng mong có thể thoát khỏi đây. Hơi thở thoáng qua, ông lão lại biến thành bộ dáng cũ kịch lúc trước. Vâng, người đàn ông gật đầu đồng ý. Chỉ cần ông lão trước mắt nói một câu giới võ đạo nhật bản chắc chắn sẽ nghe theo lời ông ta mà hành động dốc hết toàn lực vây quét tên đạo thể đó dù có là giao thức đại thánh cũng phải chết đúng lúc này điện thoại di động của người đàn ông đột nhiên rung lên ông ta lấy ra nhìn một cái sau đó sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi có chuyện gì vậy cậu ta thoát rồi ư ông lão khép lại có vẻ lười biếng mở miệng thầy tanabe đạo tràng sato bị phá nát rồi người đàn ông khó khăn lắm mới thốt ra được lời ấy. Cái gì, ông lão kia đứng bật dậy, khí tức đáng sợ gấp 10 lần vừa rồi bộc phát ra từ trên người ông ta. Dầm dầm rầm, sàn nhà, ghế gỗ, đồ nội thất tất cả đều vỡ vụn. Sato Hida bị tên đạo thể kia đánh chết bằng một chiêu, cả người nổ tung thành đống máu thịt bầy nhầy. 18 người tu hành cực cảnh và trên 35 người tu hành cảnh giới chân khí của của đạo tràng Sato đều bị cậu ta giết. Còn nữa, Người đàn ông nói rất chậm, nói xong một nửa còn dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, tựa hồ không thể tin được. Nói đi, ông lão cắn răng ra lệnh. Tên đạo thể đang ở đạo tràng Sato, hơn nữa còn nói sẽ dùng sức một người khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản. Trong vòng ba ngày, cậu ta chấp nhận tất cả lời mời thách đấu của người tu hành Nhật Bản. Biểu cảm trên mặt người đàn ông vô cùng đáng sợ, ông ta cảm giác bị khinh thường. Giỏi lắm, chỉ là một tên đạo thể nhỏ nhoi mà thôi nhưng lại dám giết học sinh của lão, làm nhục đất nước Nhật Bản của lão, cậu ta tưởng đất nước Nhật Bản này không có ai sao. Ông lão lạnh lùng, chương 1590, ông ta mạnh đến vậy ư. Thầy, tuy cậu ta mạnh thật nhưng không cần thầy phải ra tay. Nước Nhật ta vẫn còn nhân tài, người đàn ông cung kính nói. Được rồi, hãy dùng tính mạng của cậu ta để thắp sáng cho giới võ đạo Nhật Bản lão sẽ áp trận cho Tanabe Yaro và các anh, ông lão chắp hai tay ra sau lưng. Ngày hôm đó, giới võ đạo Nhật Bản chấn động. Khẩu thiên đạo thể đồ ngang ngược tàn sát người trong đạo tràng Sato, trong ba ngày sẽ đứng ra một mình khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản. Trong di tích biển Đông, Ngân Thiên đang nuốt chừng nguyên đan, khí thức của anh ta cũng dần dần được củng cố hơn. Người này tuy ngây thơ nhưng không hề ngốc, Đường Tuấn đã giúp anh ta ngưng tụ nguyên đan siêu phẩm, nhưng chuyện tu luyện còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính anh ta mà thôi giao đông thanh nhìn ngân thiên bằng ánh mắt nóng rực đầy hâm mộ ngay cả thứ như tên đó cũng có thể ngưng kết ra nguyên đan siêu phẩm mà anh ta lại chỉ có nguyên đan nhất phẩm ngẫm lại là thấy chua sót ông nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy giao đông thanh không hiểu không phải ông nội cậu muốn giết đường tuấn sao sao lại để đối phương làm chủ nhân của ông thế giao thức đại thánh thở dài nói thực lực của anh ta rất mạnh ta không phải là đối thủ của anh ta. Giao Đông Thanh sừng sốt. Không phải ông nội là người đứng số một trong bảng xếp hạng trí cường của châu Á sao? Giao Thức Đại Thánh cười chua xót, cháu nghĩ thế giới suy nghĩ quá đơn giản rồi, bảng xếp hạng trí cường cũng không thể đại biểu cho tất cả người tu hành. Tanabe Yaro của Nhật Bản, quỷ vương Đông Nam Á, thực lực của mỗi một người trong số họ đều mạnh hơn ông nhiều. Chỉ là bọn họ khinh thường không muốn lên bảng mà thôi. Cháu đã nghe về Quỷ Vương Đông Nam Á rồi, ông ta là một bậc thầy thuật pháp có thể khống chế năng lực của quỷ thần, từng có một đội quân mấy trăm người vây bắt ông ta ở khu rừng rậm thuộc đầm lầy Đông Nam Á, nhưng lại bị ông ta dùng năng lực quỷ thần giết ngược. Nghe nói người bị giết không có một vết thương nào trên người, giống như là bị người cướp đi ba hồn bảy phách vậy, vô cùng kỳ lạ. Kể từ đó, không có quân đội nào dám bao vây ông ta. Nhưng cũng bởi vì ông ta ra tay quá tàn độc nên mới không được xếp vào bảng xếp hạng. Ông nội, ông nói ông ta không kém ông thì cháu đồng ý. Nhưng Tanabe Yaro thì. Giao Đông Thanh lắc đầu, tựa hồ có chút khinh thường, hình như là một lão già hơn 90 tuổi ở Nhật Bản, đã bước được nửa cái chân vào quan tài rồi, tuy rằng có rất nhiều tin đồn về ông ta, nhưng đều không có được chứng thực. Một lão già sắp chết như vậy sao có thể mạnh hơn cả ông được? Ông nội Giao Thức Đại Thánh vẫn là thần tượng của Giao Đông Thanh, ông là tồn tại vô địch, nên anh ta đương nhiên không đánh giá cao những người khác rồi. Bộp. Ai biết anh ta vừa dứt lời đã giao thức đại thánh vỗ một cái vào đầu, giọng điệu của ông pha chút giận dữ, cháu còn dám nói ông ta là lão già hơn 90 tuổi, với thực lực như cháu thì Tanabe Yaro chỉ thổi một hơi là cháu cũng chết ngỏng rồi. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1591, Nhật Bản rất mạnh sao? Chỉ dùng một tay đã có thể ngăn cản ông nội, sao Đông Thanh giật mình, vậy thì ông ta phải mạnh đến mức nào chứ? giao thức đại thánh lắc đầu nói ông cũng không biết thực lực cụ thể của ông ta nhưng ông có thể khẳng định mình không đánh thắng ông ta được nhưng có lẽ chủ nhân thì có thể ông ta chợt nhớ tới đường tuấn người chủ nhân mới nhận này của ông ta sẽ đánh thắng được tanabe yaro sao chỉ sợ cũng rất khó cuối cùng giao thức đại thánh lại kết luận như vậy ở trong lòng hy vọng lần này anh ta tiến vào nhật bản sẽ không gặp phải tanabe yaro nếu không chỉ sợ cũng không dễ dừng lại Cậu chủ, cậu mau xem cái này một chút. Đúng lúc này, cô Hầu Thị Tuyết bỗng nhiên chạy tới, cô cầm một cái máy tính, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nỗi khiếp sợ và bàng hoàng. Giao Đông Thanh khẽ nhíu mày, chuyện gì mà ẩm ý thế? Vừa bị Ngân Thiên đè lâu như vậy, tâm trạng của ông đang rất khó chịu mà cô nhóc này lại không biết nhìn trường hợp như thế là sao. Giao Đông Thanh cầm lấy xem xong liền xứng sở tại chỗ, thân thể anh khẽ run, thất thanh nói, sao anh ta dám? Sao anh ta lại dám? Đám người giao thức đại thánh và Long Vương cũng nhìn qua và sau đó cũng cứng người. Trên máy tính có một dòng tin tức, viết Hậu Thiên Đạo thể vừa khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản ở đạo tràng Sato trong thời gian 3 ngày. Đồng thời còn đính kèm một tấm hình, chính là Đường Tuấn đang ngồi ở đạo tràng Sato, phía dưới có mấy chục người tu hành Nhật Bản. Anh ta thật sự không sợ chết sao? Bốn người Long Vương, giao thức đại thánh Thị tuyết và giao đông thanh cơ hồ đồng thời hiện ra suy nghĩ như vậy trong đầu. Nhật Bản là một trong những quốc gia mạnh nhất trên tinh cầu này, có lực lượng quân sự là đội quân tự vệ gần 30 vạn người cũng như các loại tàu sân bay. Lực lượng đó hoàn toàn không phải là thứ mà lực lượng cá nhân của một người tu hành có thể so sánh được. Người tu hành có mạnh đến mức có thể chắn được mấy mươi nghìn đầu tên lửa không ngừng oanh tạc sao. Anh ta điên rồi. Nhìn hình ảnh trên máy tính, Long Vương bình luận. Nhật Bản rất mạnh sao? Lúc này, Thủy Dị vẫn trầm mặc bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Mấy người Long Vương chỉ biết trợn trắng mắt, sống trên tinh cầu này mà còn có người không biết thực lực của quốc gia này ư? Rất mạnh, nói theo một cách khác thì cho dù có 100 người như tôi cùng liên thủ cũng không chống lại được Nhật Bản. Giao thức đại thánh chắp tay sau lưng, lúc nói chuyện còn mang theo cảm giác đang dạy dỗ người khác, Nhật Bản không chỉ có lực lượng quân sự đáng sợ mà còn có người tu hành với thực lực khủng bố, Tanabe Yaro mà tôi vừa nói chính là một trong những người tu hành Nhật Bản. Anh đã thấy đủ đáng sợ chưa? Ông ta còn tưởng rằng tên nhóc không biết tên này sau khi nghe được những lời này sẽ sợ tới mức hai chân run rẩy. ai biết đối phương lại thở ơ, thậm chí còn nhớn lông mày hỏi quốc gia này có đại thần thông giả không? Cũng chính là người tu hành cảnh giới nguyên anh mà các người nói đó. Giao thức đại thánh nghe vậy thì vô cùng tức giận, anh cho rằng đại thần thông giả là bắp cải sao? Đâu đâu cũng có, nếu như Nhật Bản có người tu hành đến cấp bậc này thì e là Nhật Bản đã thay thế nước Mỹ và trở thành bá chủ thế giới rồi. Chương 1592, đáng tiếc thi thể của anh ta chỉ có một mà thôi. Nói chung là anh có hiểu tu hành hay không thế, đừng hỏi mãi những vấn đề không có chỉ số thông minh này. Sao Thức Đại Thánh bực bội nhìn thủy dị, tên nhóc này như kẻ mù tu hành là sao thế hả? Sao Đường Tuấn lại dắt một kẻ như vậy đi theo bên người chứ? Nghe xong thủy dị cười cười nói nếu không có đại thần thông giả vậy chắc là anh ta không nguy hiểm đến tính mạng đâu mấy người nghe vậy càng tức không có nơi chút cái gì gọi là không có đại thần thông giả sẽ không có nguy hiểm chẳng lẽ anh ta nghĩ thực lực của đường tuấn đã đạt tới trình độ đại thần thông giả sao không thấy đường tuấn đột phá thất bại rồi ư chủ nhân là vô địch nhật bản hay ấn độ gì đó đều sẽ bị chủ nhân dẫm dưới chân thôi một cái tát là đánh chết hết lúc này Ngân Thiên cũng nói. Một cái tát là đánh chết hết. Khóe miệng mấy người kia giật giật, tên này đúng là kẻ dở hơi, đã hóa thân thành fan cuồng mất trí của Đường Tuấn rồi. Mấy người nhìn Ngân Thiên và Thủy Dị đều không nói nên lời. Đường Tuấn có mấy tên tùy tùng kiểu gì thế không biết, một tên không có não, một tên ngốc không biết gì về tu hành. Không để ý tới ý nghĩ của mấy người giao thức đại thánh, khóe miệng Thủy Dị lộ ra nụ cười nhạt, có loại cảm giác mọi người đều say mình ta tỉnh, anh thầm nghĩ, thực lực của anh ta đã đạt tới trình độ có thể đấu lại đại thần thông giả. Sao mà một quốc gia nhỏ nhoi như Nhật Bản có thể chắc bước anh ta được? Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại giới võ đạo Trung Quốc, trên các diễn đàn võ đạo của các nước Đông Nam Á. Tất cả mọi người đều coi hành động của Đường Tuấn là hành vi của người điên, không ai nghĩ Đường Tuấn sẽ thắng. Sau khi nghe thấy tin tức, Sa Mai và Kim Minh Nhật ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cuồng vọng, ngu xuẩn hai người cùng đưa ra đánh giá. Xem ra sau khi giết Liễu Mộc Thanh và Ham Brahma đã khiến anh ta ảo tưởng quá rồi. Sớm biết anh ta ngu xuẩn như vậy thì chúng ta không cần bỏ ra một số tiền lớn như vậy mời lão rồng kia ra tay. Sa Mai hối hận. Kim Minh Nhật gật gật đầu, nói, nhưng vậy cũng tốt. Tôi lập tức liên lạc với bên đó, chờ sau khi anh ta bị người Nhật Bản giết chết, nước tôi bằng lòng chi 5 tỷ euro mua thi thể anh ta, chôn anh ta dưới mộ Liễu Mộc Thanh để cho anh ta vĩnh viễn vĩnh viễn phải quỳ xuống nhận lỗi với kiếm thánh. Ha ha ha, ý này rất hay. Sa Mai nói, đến lúc đó coi như Ấn Độ của tôi cũng có một nửa. Đáng tiếc thi thể của anh ta chỉ có một mà thôi. Kim Minh Nhật nói, chương 1593 vậy ai có thể quật ngã anh và. Kim Minh Nhật nói, Watanabe Sei, Kiyoshi Miyano, Ichiro Oku, thực lực của ba người này không yếu hơn Sato. Đặc biệt là Watanabe, xây lại là đệ tử thân truyền của Tanabe Yaro, đi theo Tanabe Yaro tu hành gần 40 năm, tu vi đã đạt tới trình độ sâu không lường được. Đao pháp của Kiyoshi Miano, thực lực của Ichiro Oku, người nào ra tay cũng đủ để cho anh ta lãnh đủ. Chưa nhắc đến việc còn có một Tanabe Yaro, lão già này 50 năm trước đã được tôn là người cường đại nhất giới võ đạo Nhật Bản, hiện giờ đã qua nửa thế kỷ, thực lực của ông ta chỉ sợ đã đạt tới trình độ quỷ thần khó lường. Sa Mai có chút sợ hãi nói. Đạo tràng Sato ở Nhật Bản. Sau khi tin tức một mình đường Tuấn đứng ra khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản truyền ra ngoài, giới võ đạo Nhật Bản phẫn nộ, vô số người tu hành chạy tới đạo tràng Sato. Chính quyền địa phương vì phòng ngừa bạo loạn, chỉ có thể phong tỏa toàn bộ phạm vi 10 km quanh đạo tràng Sato, cấm người bình thường tiến vào. Bên ngoài đạo tràng Sato, càng ngày càng có nhiều người tu hành tụ tập lại. Tại một tòa nhà cách đạo tràng Sato không xa, tòa nhà này đã được trưng dụng làm nơi làm việc tạm thời, chuyên dùng để xử lý tình huống lần này. Lúc này, trong tòa nhà, một người phụ nữ cau mày hỏi, đã nửa ngày rồi, còn không có ai ra tay sao? Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, còn chưa tới 30 tuổi, dáng người ngực tấn công mông phòng thủ, mặc một bộ đồng phục bó sát người phơi bày hết mọi đường cong quyến rũ trên người cô ta. Ở phía dưới nàng ngồi mười mấy người cả nam lẫn nữ, ai nấy đều nơm nớp lo sợ cô kitagawa người này có thực lực rất mạnh không phải người tu hành bình thường có thể đánh bại anh s được một người đàn ông trong đám người trả lời người phụ nữ này tên là kitagawa keiko đến từ nhà kitagawa hùng mạnh của nhật bản đừng thấy cô gái này còn trẻ vậy nhưng đã được quyết định ngầm sẽ lên làm gia chủ kế nhiệm kitagawa ra lần hành động này do cô ta chỉ huy nhằm mục đích gia tăng danh vọng cho cô ta và lót đường lên chiếc ghế gia chủ Hậu thiên đạo thể khiêu chiến Nhật Bản, nhìn như là một nguy cơ, nhưng trong mắt rất nhiều thế lực của Nhật Bản cũng đồng nghĩ với cơ hội. Vậy ai có thể quật ngã anh và, khi nào người đó đến, giọng nói của cô Kitagawa lạnh như băng. Cô Kitagawa, bọn họ tới rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông nhìn về phía đạo tràng Sato bên ngoài bỗng nhiên nói to. Mọi người quay đầu nhìn lại, họ thấy có ba người từ trong đám đông đi ra, đám người đó thấy họ liền tự động tránh ra tạo thành một con đường là Watanabe Sei, Kiyoshi Miyano và Ichiro Oku. Có người giới thiệu với cô Kitagawa, cô Kitagawa, ba người này đến đây cũng có nghĩa nguy cơ liền gần như giải trừ. Cô Kitagawa cũng khá yên tâm. Watanabe Sei, trong ba người chúng ta thực lực của tôi là kém nhất, lần này để tôi ra tay đi, hai người đứng nhìn là được. Bên ngoài đạo tràng Sato, một người đàn ông có vóc dáng vô cùng hùng tráng, giống như một con gấu bắc cực trầm giọng nói. Ichiro Oku, anh nghĩ hay nhỉ? Tôi đã nghe qua thanh danh của tên đạo thể đó từ lâu rồi, lần này vừa hay dùng anh ta để tế luyện cho thanh đao của tôi. Một người đàn ông tương đối gầy gò nói, trong tay anh ta cầm một thanh đao của võ sĩ, tinh khí thần ngưng tụ tựa như thanh đao rút ra khỏi vỏ. Hai người này chính là Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano. Trường 1594, vậy anh chết rồi thì sao? Watanabe say, anh nghĩ sao? hai người rằng co không dứt chỉ có thể nhìn về phía người thứ ba. Người đàn ông thứ ba mang theo một loại uy nghiêm của kẻ đứng trên vị trí cao. Người này chính là người đàn ông đứng bên cạnh Tanabe Yaro lúc trước, Watanabe Sei của Nhật Bản. Ichiro lên trước đi, nếu như anh ta không thể đánh lại anh thì hai chúng tôi cũng không cần phải ra tay. Sắc mặt Watanabe Sei bình tĩnh nói, thầy tôi không muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật bị người ta dẫm lên của bất kỳ ai trong giới võ đạo Nhật Bản, nếu như ai thua thì tự biết đường tự sát đi. Đừng để tôi ra tay. Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano dùng mình. Nếu như nói Satohida là vị thần được giới võ đạo Nhật Bản đề cử ra, vậy Tanabe Yaro chính là trí tôn được giới võ đạo Nhật Bản công nhận, dù ở phương điện địa vị hay thực lực đều đạt tới một vị trí tối cao, không kém lãnh đạo Nhật Bản bao nhiêu. Thực lực của Ichiro yếu hơn tôi và Kiyoshi Miyano một chút, nhưng lực phòng ngự lại là mạnh nhất trong ba người, ngay cả thầy Tanabe cũng nói năng lực phòng ngự của anh là số một trên đời này. Cho dù anh không phải là đối thủ của anh ta, cũng có thể đỡ thêm mấy chiêu, tiêu hao tinh khí thần của anh ta. Watanabe Tanabe xây chậm rãi nói. Quý ngài Tanabe thật sự nói như vậy sao? Ichiro Oku hô hấp đều dồn dập, hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, Watanabe Tanabe xây đáp lời. Được rồi, có những lời này của quý ngài Tanabe thì Ichiro tuy có chết cũng không hối hận. Ichiro Oku kích động nói. Nói xong, Ichiro Oku đi về phía đạo tràng Sato. Watanabe, anh ta có thể thành công sao? Kiyoshi Miyano nhìn theo bóng lưng Ichiro Oku, anh ta không nén được phải cất tiếng hỏi. Watanabe xây lắc đầu, nói kẻ có thể dùng một chiêu khiến Sato Hida nổ tung, kiếm khí của một ngón tay kéo dài trăm thước đã chứng minh được thực lực của người này vô cùng khủng bố. Cho dù có kém thầy Tanabe có lẽ cũng không tranh cạch quá nhiều. Kiyoshi Miyano ngẩn ra, vậy chẳng phải Ichiro đi chịu chết hay sao? Không nghĩ tới Watanabe xây lại gật đầu như một lẽ dĩ nhiên, nói chính Ichiro Oku cũng biết mình phải chết, nhưng anh ta đánh nhau theo kiểu không tiếc sinh mạng, hẳn là có thể tiêu hao một chút tinh khí thần của tên đạo thể đó, thậm chí để cho đối phương bị thương. Sau đó chúng ta lại ra tay thì cơ hội thắng càng lớn. Kiyoshi Miyano nhíu mày, chịu chết chỉ vì tiêu hao tinh khí thần của anh ta, làm cho anh ta bị thương vừa rồi anh cũng đã nói thực lực của quý ngài Tanabe mạnh hơn tên đạo thể kia một chút vậy vì sao quý ngài Tanabe không tự mình ra tay rồi giết anh ta? Qua Tanabe say nói thầy Tanabe là huyền thoại của Nhật Bản không thể bại trận càng không thể ra tay đơn giản như vậy được hơn nữa thế hệ trẻ của Nhật Bản cũng cần khiêu chiến để trưởng thành trải qua chiến đấu đẫm máu mới có thể tiến bộ nhanh hơn sau khi Ichiro chết thì đến lượt anh lên sau khi anh chết thì tôi sẽ lên đó Vậy anh chết rồi thì sao? Kiyoshi Miyano lại hỏi. Watanabe xây quay đầu, nhìn người tu hành Nhật Bản đông đảo phía sau rồi nói còn có bọn họ. Tôi hiểu rồi, Kiyoshi Miyano nghĩ trong lòng rồi thở dài một tiếng, sau đó nặng nề gật đầu tôi sẽ đi chịu chết. Ừm, Watanabe xây nghiêm túc. Trường 1595, tôi chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết anh. Là Ichiro Oku có anh ta Red Eye thì tên hậu thiên đạo thể kia chắc sẽ bị giết chết ngay thôi. Rất có thể, sức mạnh và năng lực phòng ngự của Ichiro Oku đứng số một số hai ở Nhật Bản đấy, anh ta từng dùng một cánh tay mà đánh bại một nghìn đại lực sĩ. Nhìn thấy Ichiro Oku xuất hiện, trong đám người lập tức dâng lên một làn sóng hô hào. Nghe nói anh chấp nhận bất kỳ hình thức khiêu chiến nào. Ichiro Oku nhìn đường Tuấn, nhếch miệng nói. Trong mắt anh ta hiện lên một tia sáng, tựa hồ đang ấp ủ mưu kế. Đúng vậy, anh muốn đấu về phương diện nào? Đường Tuấn hỏi. Nếu đã tính toán mượn giới võ đạo Nhật Bản lập uy thì đương nhiên phải làm cho triệt để một chút. Tôi muốn đấu với anh về lực lượng, Ichiro Oku nói. Cô Kitagawa, không ngờ tên hậu thiên đạo thể này lại ngu xuẩn như vậy, hắn ta lại đồng ý với yêu cầu của Ichiro Oku. Ichiro Oku này bẩm sinh đã có sức mạnh vô biên, có thể so sánh với phùng hưng của Việt Nam thời cổ đại. Xét riêng về mặt lực lượng, đừng nói một tên đạo thể thôi, cho dù thêm một tên nữa cũng không phải là đối thủ của anh ta. Trên gác mái, người của đội xử lý khủng hoảng nói với cô Kitagawa. Như vậy là tốt nhất, một người Việt Nam mà thôi, còn không đáng để tôi lãng phí thời gian. Kitagawa cây cô nhíu nhíu mày. Được, Đường Tuấn đồng ý. Anh thua chắc rồi, trên mặt Ichiro Oku lộ ra vẻ mặt vui mừng vì âm mưu đã thành công. Dầm, anh ta dậm chân một cái, cơ thể anh ta lập tức thay đổi. Từng khối cơ bắp phồng lên giống như một ngọn núi nhỏ, cả người cao lên hơn 30 cm. Nếu như Ichiro Oku vừa rồi chỉ tương đối cao lớn thôi, vậy thì Ichiro Oku hiện tại thật sự không khác gì gấu bắc cực, thậm chí còn cường tráng mạnh mẽ hơn. Đường Tuấn đứng trước mặt anh ta tựa hồ cũng biến thành người tí hon. Tôi chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết anh. Ichiro Oku nhìn xuống đường Tuấn, vươn một ngón tay làm động tác chọc đầu Đường Tuấn. Tôi cũng chỉ dùng một ngón tay, Đường Tuấn cười nói. Tên này điên thật rồi, Ichiro Oku dùng một đầu ngón tay xong anh ta cũng muốn dùng một đầu ngón tay, đúng là không biết tự lượng sức mình. Có tiếng cười nhạo vọng ra từ trong đám đông. Hừ, vậy thì đến đây, giọng nói của Ichiro Oku ầm ầm, xem anh sẽ dùng một ngón tay để đấu lại tôi như thế nào. Sứt lời, Ichiro Oku giơ một ngón tay ấn lên đỉnh đầu Đường Tuấn, đồng thời lưu chuyển chân nguyên trong toàn cơ thể, để cho lực lượng thân thể lần thứ hai gia tăng lên 3 phần. Từ cường độ khí thức mà xem, Ichiro Oku rõ ràng đạt tới cảnh giới Nguyên Đan Hậu kỳ. Chương 1596, anh ta nhận thua sao? Đường Tuấn cũng vươn một ngón tay ra. Xẹt. Trong tiếng va chạm nhẹ, hai ngón tay tiếp xúc với nhau. Ichiro rất thông minh, biết lợi dụng ưu thế của bản thân. Nói về lực lượng đơn thuần thì bản thân tôi cũng không phải là đối thủ của anh ta. Watanabe xây đứng ngoài sân cười nói. Kiyoshi Miyano cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, 5 giây, tôi đoán dưới lực lượng khủng khiếp của Ichiro, tên kia không thể chống đỡ quá 5 giây. Anh ta nhìn về phía Watanabe Sei rồi nói, xem ra trận chiến này dễ dàng hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Watanabe Sei khẽ nhíu mày, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra những cảm xúc bất an. Vài giây sau, anh ta biết loại cảm xúc bất an này đến từ đâu. 5 giây sau, sắc mặt đường Tuấn không thay đổi. 10 giây sau, sắc mặt đường Tuấn vẫn như thường, nhưng hô hấp của Ichiro Oku bắt đầu trở nên nặng nề. 15 giây sau, cổ Ichiro Oku đỏ bừng, dường như đang dốc hết sức để có thể kiên trì. Mà đường Tuấn vẫn ung dung như cũ. Thế này lực lượng của anh ta còn mạnh hơn cả Ichiro Oku. Kiyoshi Miyano không dám tin. Không chỉ có anh ta, Kitagawa Keiko và đám người vây xem đều nghĩ đến khả năng này. Tôi không thể thua, giữa sân, Ichiro Oku quát nhỏ một tiếng, anh ta siết chặt nắm tay. Ban đầu anh ta chỉ dùng một ngón tay để đấu với đường tuấn, hiện tại lại chuyển thành nắm tay, tương đương với dùng lực lượng của cả một tay. Ichiro Oku đã vi phạm lời hứa trước đó của mình, Dựa theo quy tắc thì đã tính là thua. Còn Đường Tuấn, khi thấy Ichiro Oku vận dụng lực của cả cánh tay cũng chỉ nhíu mày một chút, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng gì. Anh vẫn dùng một ngón tay đối diện với một cánh tay của Ichiro Oku. Xẹt, lực lượng khủng khiếp tràn ra, mặt đất dưới chân hai người đều nứt ra, lõm ra một cái hố lớn. A, à, tôi không tin. Lại qua 10 giây, Ichiro Oku cắn răng gầm nhẹ, tay trái đặt lên trên MU bàn tay phải. Điều này chứng tỏ anh ta chỉ dựa vào một bàn tay thì không địch lại Đường Tuấn, buộc phải dùng hai tay. Mà Đường Tuấn thì sao, vẫn là một ngón tay. Trên người Ichiro Oku tản ra một luồng khí nóng rực, cơ bắp trên người anh ta cuồn cuộn, khuôn mặt đỏ bừng như thép nung. Qua gần một phút, Đường Tuấn bỗng nhiên rụt ngón tay mình lại. Anh ta nhận thua sao? Những người tu hành vây xem vội vàng suy đoán. Người tiếp theo, chương 1597, chắc là anh ta sẽ chọn khiêu chiến đao pháp. Nhưng không ngờ Đường Tuấn lại khoát tay, nhẹ giọng nói. Chuyện gì xảy ra, Ichiro Oku còn chưa thua mà. Các anh mau nhìn cơ thể Ichiro Oku kìa. Mọi người đồng loạt nhìn lại, toàn thân Ichiro Oku nứt ra từng vết nứt dài như chiếc bình xứ vừa bị tác động lực thật mạnh. Máu tươi chảy ra, máu càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhanh, chớp mắt đã nhuộm đỏ một khoảng đất lớn. Càng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu chính là Ichiro Oku vẫn duy trì tư thế như cũ và không hề nhúc nhích, phảng phất như thể anh ta không nhận ra sự khác thường của bản thân. Một bóng người chợt lóe, Watanabe xây đi tới bên cạnh Ichiro Oku, chỉ nhìn thoáng qua đối phương một cái, ánh mắt anh ta khẽ run rồi nói nhỏ, Ichiro Oku đã chết, kiệt sức mà chết. Kiệt sức mà chết. Mấy chữ này tựa như búa tạ đập vào trong lòng mọi người, khiến bọn họ đứng ngây ra như trời trồng. Ichiro Oku chính là người tu hành có sức lực lớn nhất Nhật Bản mà lại không thắng nổi cuộc đấu về thực lực với đối phương. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Đường Tuấn chỉ dùng có một ngón tay. Dùng một ngón tay khiến Ichiro Oku kiệt lực mà chết. Trong mắt mọi người lộ ra nét hoảng sợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được lực lượng chênh lệch như vậy, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi của tử vong xử lý xong thi thể Ichiro Oku, lúc này Watanabe Sei mới nhìn về phía Kiyoshi Miyano. Kiyoshi Miyano hoảng loạn, sắc mặt cũng có chút ảm đạm. Ichiro Oku kiệt lực mà chết, làm cho anh ta sinh ra sự sợ hãi và hối hận vô cùng. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Watanabe Sei, Kiyoshi Miyano vẫn đứng ra nói với đường tuấn Kiyoshi Miyano của Nhật Bản xin được khiêu chiến đạo thể. Là Kiyoshi Miyano. Nghe nói đao pháp của anh ta từng được danh sư chỉ điểm, đao pháp thông huyền, cầm thanh đao trong tay có thể địch nổi người tu hành đã viên mãn cảnh giới nguyên đan. Chắc là anh ta sẽ chọn khiêu chiến đao pháp. Kiyoshi Miyano cầm thanh đao võ sĩ trên tay, đao chui ra khỏi vỏ, vẻ mặt anh ta nghiêm túc, cao giọng nói tôi muốn tỉ thí đao pháp với anh. Xoẹt! Nói xong, thanh đao võ sĩ của Kiyoshi Miyano đã ra khỏi vỏ. Ánh sáng phát ra từ lưỡi đao rực rỡ, lại ẩn giấu sát khí mãnh liệt, rực rỡ như mặt trời mới mọc, làm cho người tôi không dám nhìn thẳng. Không tồi, Đường Tuấn đánh giá một câu. Kiyoshi Miyano đã lĩnh ngộ được chân ý của đao pháp, nhát đao này còn mạnh hơn cả kiếm pháp của Liễu Mộc Thanh, đạt tới cấp bậc bán thức thần thông. Đường Tuấn vẫn vươn một ngón tay ra. Anh chỉ ngón tay vẽ lên không chung, một thanh đoa bằng ánh sáng hiện ra, thậm chí có thể nói là mạnh hơn cả thanh đao của Kiyoshi Miyano lấy ngón tay làm đao. Đường Tuấn tuy rằng chưa từng học về đao pháp, nhưng ngón tay của anh tuy trông tùy ý, nhưng lại lấy thần thông phân chia âm dương làm cơ sở, thậm chí đã đạt tới cấp bậc thần thông tiểu thừa. chương 1598 cảnh giới nguyên đan viên mãn. Watanabe xây thầm thở dài một trong lòng, sau đó nhắm hai mắt lại Kiyoshi Miyano nhận thua. Hai lưỡi đao va chạm, thanh đao của Kiyoshi Miyano tỏa ra ánh sáng như băng tuyết tựa như gặp phải mặt trời mà tiêu tan, mới nửa giây đồng hồ đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Thanh đao lại rơi xuống, tiêu diệt tất cả sự sống của Kiyoshi Miyano. Kiyoshi Miyano đứng sững lại, không thể bước về phía trước được nữa. Ichiro chết rồi, Kiyoshi cũng chết. Watanabe say vô cùng bi thống, vốn tưởng rằng Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano liều chết ra tay, ít nhất có thể tiêu hao một chút tinh thần của đường Tuấn hoặc là khiến anh ta bị thương. Nhưng kết quả lại vô cùng đau đớn, hai người dùng phương thức chiến đấu liên hoàn ra tay nhưng lại đánh không lại dù chỉ là một ngón tay đường tuấn cũng một ngón tay đã giết hai vị cao thủ võ đạo nhật bản đây là một sự sỉ nhục lớn đối với tất cả những người tu hành ở nhật bản nhật bản của chúng ta có người có thể đánh anh ta sao nhìn đường tuấn vô số người tu hành nhật bản phía dưới nghĩ đến vấn đề này lời khiêu chiến lúc trước của đường tuấn làm cho bọn họ phẫn nộ nhưng khi ấy bọn họ cũng cảm thấy lo sợ dù sao người tu hành Nhật Bản nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đánh bại được một đạo thể hay sao? Nhưng Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano lần lượt bỏ mạng đã khiến bọn họ tỉnh táo lại. Sức mạnh của đường Tuấn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, nếu không ai đánh bại được anh ta. Vậy sau này giới võ đạo Nhật Bản nên làm gì bây giờ? Watanabe xây nhìn thấy phản ứng của mọi người mà hoảng loạn. Chuyện anh ta không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra, nhiều người tu hành Nhật Bản đã cảm thấy sợ hãi đường Tuấn, ý chí tinh thần của giới võ đạo Nhật Bản đã bị đánh sụp. Cho dù sau này có thành tựu, chỉ sợ Đường Tuấn cũng sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Hít sâu một hơi, Watanabe xây đứng dậy, nói anh rất mạnh, nhưng Nhật Bản chúng tôi cũng không thể thua. Kế tiếp sẽ đến lượt tôi thi đấu với anh. Đường Tuấn nhìn anh một cái, lắc đầu nói anh không phải là đối thủ của tôi. Tu vi của Watanabe xây đã đạt tới cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Nhưng tranh lệch giữa anh ta với đường Tuấn vẫn quá lớn. Watanabe xây nở một nụ cười chua chót, sao anh ta lại không rõ điều ấy, nhưng anh ta có thể làm gì được đây? Khi anh ta quyết tâm sẽ chịu chết thì có một giọng nói vang lên phía sau anh ta, lui ra đi, không cần lãng phí tính mạng mình. Thân thể Watanabe xây cứng đờ, gian nan xoay người, thấy người tới là ai liền đau đớn nói thầy vô số người tu hành Nhật Bản đồng loạt xoay người, sau khi nhìn thấy người kia đều không người hành lễ quý ngài Tanabe. Người tới không phải ai khác, chính là thần thoại đương đại của Nhật Bản, Tanabe Yaro. Tanabe Yaro đạp chân lên không chung, ông ta khẽ gật đầu một cái rồi đi tới phía trước mọi người, thân thể ông ta chấn động, một luồng khí thế cường đại chậm rãi bộc phát ra ngoài. Cảnh giới nguyên đan viên mãn. Tanabe Yaro giống như một bức tường thành không thể phá hủy, ngăn trở đường tuấn, bảo vệ danh giới cuối cùng của giới võ đạo Nhật Bản. chương 1599 giờ khắc này, giới võ đạo Nhật Bản chấn động. Thầy, Watanabe xây sắc mặt bi phẫn. Trận chiến này để tôi đánh, dù kết quả có ra sao cũng đó là trận chiến cuối của của tôi ở Nhật Bản. Tanabe Yaro bước lên trước một bước, trầm giọng nói tôi, Tanabe Yaro, đại biểu giới võ đạo Nhật Bản xin chấp nhận lời khiêu chiến của cậu. Ngoặc kép, sứt lời, một loạt tiếng động như xương cốt gãy rời vang lên. Tanabe Yaro ưỡn thẳng sống lưng cao ngất tựa như một cây trường thương. Làn da đầy nếp gấp trên mặt trong nháy mắt trở nên mềm mại, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Đứng trước mặt đông đảo người tu hành Nhật Bản, không còn là Tanabe Yaro già nua tiểu tụy, mà là thần thoại Nhật Bản đang trong lúc tráng nhiên. Giờ khắc này, giới võ đạo Nhật Bản chấn động. Có quý ngài Tanabe ra tay, trận khiêu chiến này nên kết thúc rồi. 50 năm trước, quý ngài Tanabe cơ hồ vô địch, trở thành thần thoại. Năm đó có 18 hải tặc tu vi cường đại làm loạn ở hải vực Nhật Bản, không biết chúng đã giết chết biết bao nhiêu người. Cuối cùng nhờ có quý ngài Tanabe ra tay, cũng vì thế mà bị thương gần 30 chỗ, cuối cùng chém chết 18 tên hải tặc, bảo vệ an ninh Nhật Bản chúng ta. Mấy năm nay, quý ngài Tanabe không trực tiếp ra tay nữa mà chỉ dạy dỗ các đệ tử. 50 năm Đệ tử của ông ấy trải rộng khắp các lĩnh vực ngành nghề, giới võ đạo có gần một nửa người từng trực tiếp hoặc gián tiếp được ông ấy chỉ dạy. Ông là huyền thoại thực sự của Nhật Bản, mặt trời của võ đạo. Việt Nam, trong căn cứ nghịch luân. Đám người Long Vương đã trở lại Việt Nam, bọn họ biết với thực lực của mình thì có đi Nhật Bản cũng không giúp được gì cho Đường Tuấn nên không có xúc động mà xông đến đó. Ngân Thiên và Thủy Dị cũng trở về Việt Nam theo bọn họ và ở trong nghịch luân khi bị giao đông thanh trào phúng không chết chung với chủ nhân của mình lý do mà hai người đưa ra cơ hồ giống nhau như đúc chủ nhân dùng một tay thôi là có thể lật ngược nhật bản tôi chỉ cần chờ anh ấy trở về chúc mừng là được rồi giao đông thanh im lặng nhưng hai người này một người là kẻ chẳng biết gì về tu hành một người là phen cuồng của đường tuấn không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn họ được không để ý tới thủy dị và ngân thiên nữa long vương và giao thức đại thánh nhìn chằm chằm vào một màn hình siêu lớn trong phòng trên màn hình là hình ảnh đạo tràng Sato được vệ tinh truyền hình. Lúc này vừa vặn phát đến cảnh ba người Watanabe Sei xuất hiện. Watanabe Sei, Kiyoshi Miyano, Ichiro Oku, thực lực của ba người này cũng không thua kém Sato Hida, Watanabe Sei là đệ tử của Tanabe Yaro thì thực lực còn mạnh hơn. Cho dù đường Tuấn có thể đấu lại được có lẽ cũng sẽ bị thương ít nhiều. Giao thức đại thánh thản nhiên nói, lông mày nhíu lại, có chút lo lắng. Long Vương cũng gật gật đầu, tên của ba người này tôi cũng đã nghe qua. Mấy năm nay Nhật Bản xuất hiện rất nhiều cao thủ, tựa hồ họ đã chiếm được cơ duyên gì đó. Nói tới đây, ánh mắt Long Vương bỗng nhiên trợn tròn đầy ngạc nhiên nhìn lên màn hình. Trên màn hình đang phát tới hình ảnh Đường Tuấn dùng một ngón tay tỉ thí với Ichiro Oku, mà kết quả của Ichiro Oku lại là kiệt sức mà chết. Chương 1600, cho tôi một lý do nối khiếp sợ còn chưa nguôi thì ngay sau đó ông ta lại thấy Đường Tuấn dùng một ngón tay chọc chết Kiyoshi Miyano. Ba người Long Vương, Giao Thức Đại Thánh và Giao Đông Thanh đồng loạt sửng sốt, bọn họ cũng đoán được Đường Tuấn sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới sẽ thắng như vậy. Có cái gì mà bất ngờ, xử lý loại rác rưởi này chủ nhân chỉ cần một ngón tay là đủ. Ngân Thiên liếc mắt một cái, tùy ý nói. Bình thường, Thủy Dị gật đầu. Lần này không ai phản bác hai người, mấy người Long Vương lặng lẽ nuốt nước miếng. Một ngón tay đã giết chết Kiyoshi Miyano và Ichiro Oku. Đừng bảo tên Ngân Thiên này nói đúng đó chứ, Đường Tuấn dùng một tay là có thể lật đổ giới võ đạo Nhật Bản. Qua Tanabe xây sắp ra tay rồi, người này đi theo Tanabe Yaro tu hành, e là thực lực của anh ta còn mạnh hơn Sato Hida nhiều. Long Vương đang nói xong, bỗng nhiên dừng lại, thất thanh nói Tanabe Yaro, ông ta sẽ đích thân ra tay ư. Trong màn hình, Tanabe Yaro từ xa bay đến tựa như một thiên thần cứu thế. Người này rất mạnh, thủy dị nhìn thoáng qua, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc. Vô nghĩa, đương nhiên là ông ta rất mạnh. Tanabe Yaro 50 năm trước đã vô địch Nhật Bản, để lại rất nhiều lời đồn, hiện tại xem ra những lời đồn kia đều là sự thật. Giao thức đại thánh nhíu nhíu mày, không ngờ thực lực của ông ta lại tăng lên rồi, có lẽ lại gần hơn một bước trên con đường tiến tới cảnh giới đại thần thông chỉ e đường Tuấn sẽ gặp nguy hiểm, anh ta không nên khiêu chiến Nhật Bản. Long Vương nói, ai biết thủy dị nói tiếp, hẳn là có thể đỡ nổi ba chiêu của đường Tuấn. Đám người giao thức đại thánh thiếu chút nữa té xỉu. Đỡ nổi ba chiêu của đường Tuấn, đường Tuấn có thể đỡ nổi ba chiêu của ông ta đã là may rồi ấy. Ai cho cậu sự tự tin để nói ra những câu như vậy? Bên ngoài đạo tràng Sato, trận chiến giữa đường Tuấn và Tanabe Yaro cũng vừa xảy ra quý ngài Tanabe, xin chờ một chút, đúng lúc này lại một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Mọi người lần theo giọng nói ấy mà nhìn thì thấy một người phụ nữ chừng 30 tuổi, mặc đồng phục bó sát bước tới. Ở phía sau cô ta là một đám nam nữ có vẻ chính là nhân viên cơ quan chính phủ. Con nhóc nhà Kitagawa, cháu tới làm cái gì? Nhìn thấy người tới, trên mặt Tanabe Yaro hiếm khi lộ ra một chút dịu dàng. Người phụ nữ này chính là Kitagawa Keiko, người phụ trách tổ xử lý khủng hoảng lần này. Ông Kitagawa, vừa rồi đại nhân kia đã truyền lời tới xin ông kéo dài một ngày rồi lại đấu tiếp. Kitagawa cây cô hơi khom lưng hành lễ, thân hình mềm mại và quyến rũ nhờ đó được phô bày trọn vẹn. Trì hoãn một ngày, Tanabe Yaro trầm giọng nói, cho tôi một lý do. Mặc dù biết vị đại nhân trong miệng cô Kitagawa là lãnh đạo tối cao của Nhật Bản, nhưng Tanabe Yaro không hề sợ hãi chút nào audio điện tử võ tấn bền hết chương 1600